chút về bản thân mình được không? Em giới thiệu về cái định hướng của em chẳng hạn. Thì là em thì cũng kinh doanh được tầm gần 3 năm rồi. Thì em kinh doanh từ thời em học đại học. Thì thời đấy từ năm 2 thì em mới đi thực tập sớm á. Xong em thấy là lúc đấy là mức lương nó thấp á. Xong em nghĩ là nếu mà trường mình cũng làm mức lương như này thì chắc là cũng khổ. Nên quyết định là kiếm một cái mặt hàng gì đó hoặc là kiếm một ý tưởng làm kinh doanh. Thì đầu tiên là em bắt đầu kinh doanh đồ phượt á, mũ hiểm. Kinh doanh phượt đúng không? Em cứ chia sẻ đi. Tiếp theo thì sau hơn một năm kinh doanh phượt á, thì cái giai đoạn là bị nó bị chững và bị các mặt hàng bị phá giá. Thì em thấy là cái mặt hàng nó không ổn. Thế nên em kiếm thêm một mặt hàng nữa, nó sẽ là mặt hàng thời trang nam á, thì em bán quần áo ghim. Quần áo ghim cho nam. Thì em thấy là cái này thì nó thấy nó ổn hơn, tại vì các cái mặt hàng mũ thì mình ship á thì nó to và hộp thì nó hộp thì cứ 20 vuông vuông to vậy á. Thì rất là tỷ lệ hoàn hàng cũng tầm trên 20%, nên em thấy là nó rất là mệt khi mình chi phí mình ship toàn quốc. Nên cái phần quần áo này em thấy là nó tỷ lệ hoàn hàng thì thấp hơn gần dưới 10% thôi. Và nó nhỏ gọn lắm, thế nên rất là lợi nhuận cũng cao, nên em quyết định là làm này. Thì thì trong làm thì lợi nhuận tháng thì ngày chắc được tầm nếu làm ngày tầm hơn 1 triệu đến 2 triệu hơn 1 triệu. Nhưng nó được giai đoạn như giai đoạn là nó bán theo mùa, và những cái giai đoạn mà ngày những cái tháng khác thì nó thấp. Giai đoạn là chỉ gần cuối năm là nó ok. Thì em thấy thì trong giai đoạn đó thì em đi tìm kiếm những cái sản phẩm khác nữa. Và em tính tháng 7 vừa rồi em muốn xuống Phan Thiết làm bất động sản. Tại vì em thấy cái ở đấy thị trường nó đang ok, nghĩa là đang làm một cái sân bay quốc tế và một cái đường cao tốc. Thì cái giá bất động sản đang tăng cao nên muốn xuống đấy làm. Thì trong khoảng thời gian này thì em gặp anh Văn. Anh Văn thì em Văn thì hướng em một cái cơ hội kiếm tiền mới này, và em thấy là đánh giá nó khả thi nên em quyết định ở lại và em làm nó. Và em làm thực sự vẫn chưa có kết quả nhiều. Nhưng em thấy là môi trường học hỏi và rất là tốt, nên em quyết định là một lần mà mình đã làm rồi thì mình cũng làm nhỏ nhỏ hoài thì nó cũng rất là mệt. Nên quyết định là đủ thắng hay thua thì mình cũng làm một lần lớn và làm một lần hết sức mình thôi, như nào. Và em nghĩ là kết quả như em thì kế hoạch và những cái mục tiêu em đều rồi, em nghĩ là em sẽ cố gắng thực hiện nó. Thì ok, có nghĩa là cái của em là đang định làm bất động sản nhưng gặp ông Văn này, ông Văn chụp qua bên này đúng không? Ok, vậy thì cái định hướng cái mục tiêu của em trong 5 năm, 10 năm hay là 30 năm nữa sao? Rồi em định hình là em 50 tuổi thì em sẽ ở thành một người như thế nào? Em 50 tuổi thì em muốn trở thành một người mà nếu 50 tuổi thì lúc đấy là mình cũng lớn rồi mà mình cũng muốn nó ổn định. Em muốn là lúc đấy thì mình có nhà đất xe ô tô đàng hoàng. Và lúc đó thì cho con mình đi học ở một nơi mà nó điều kiện rất tốt và có những thời gian để hỗ trợ gia đình. Và con đi học ở đâu? Đi học thì em chưa nghĩ. Đi học thì em sẽ nghĩ là nó sẽ ở một môi trường mà tốt và không thua kém những con của những người khác. Môi trường tốt. Ví dụ như là những cái trường đào tạo quốc tế. Ok, còn gì nữa không?
và lúc đấy thì muốn là mình tự chủ. Lúc đấy thì mình điều chính là vào lúc đấy mình có những số tiền lớn thì mình sẽ đi đầu tư các đầu tư như là bất động sản, đầu tư như là đầu tư bất động sản. Có tiền đầu tư bất động sản đúng không? Dạ vâng. Cái kênh đầu tiên nghĩa là bất động sản đầu tiên. Thì em thấy là những người có tiền trên giới thì người ta làm rất nhiều, người ta cũng phải đầu tư bất động sản thì nó cái tiền nó mới rơi nhiều. Và những người giàu trên giới thì người ta có rất nhiều bất động sản, là những cái tài sản mà sẽ tăng giá không bị lạm phát. Nên nghĩ là lúc mình làm có tiền rồi mình sẽ cho vào kênh đó đầu tiên. Ok. Thứ hai đúng không? Rồi. Em có biết vì sao mà em làm những cái này 3 năm những nó cứ lúc này lúc kia mà nó không gọi là theo em thì bây giờ thì nó gọi thành công chưa? Thực sự thì có những bạn thì thấy em thấy là thành công, nhưng em thấy là thế là kiểu là vẫn còn nhiều, vẫn còn thất bại nhiều. Thành công đối với em. Nếu mà so với cùng trang lứa thì có thể em làm tốt rồi đúng không? Nếu so với lứa thì có những đứa thì đang chật vật, hoặc là những đứa thì đang làm ở công ty thì lương cũng thấp, hoặc là dù cả quản lý hay là bất cứ gì thì em thấy là cũng mình cũng hơn, nhưng em thấy là so với mọi người thì em muốn phải khác nữa chứ này vẫn chưa hài lòng. Bởi vì em đã vượt qua khỏi auto rồi đúng không? Thì nó mình đơn giản là mình qua khỏi cái vùng đó thì mình mới thấy rằng là mình còn thua rất nhiều người đúng không? Và đặc biệt là đó là so với kỳ vọng của mình thì mình em cảm thấy là nó vẫn chưa ok đúng không? Ok. Rồi tí nữa anh sẽ hướng dẫn em về tại sao mình lại gặp những cái vấn đề như thế này. Và cái thứ hai nữa, bởi vì sao một anh hỏi một vòng đã, sau này lát nữa anh sẽ nói lại hết tất cả anh em luôn. Và đây là cũng lý do tại sao mà mình chưa phát triển một cách mạnh. Bởi vì không phải là cái này mình em đâu, mà phần lớn của mọi người đều mắc một cái lỗi như thế này. Đúng không? Kể cả đối với bản thân anh, tại sao anh làm từng cái thời điểm ấy thì nó đều mạnh, bởi vì nó có nguyên lý. Nó khi anh làm new skin anh làm vèo phát lên rất nhanh, bởi vì nó cũng có nguyên lý, chứ nó không phải là tự nhiên. Em nghĩ là cái em chưa thành công là tại vì cái từng trải và cái kinh nghiệm của mình chưa có nhiều. Cái đó là cái mọi người cũng hay nghĩ. Nếu mà nói từng trải và kinh nghiệm thì của anh sẽ thua rất nhiều người làm nu skin trước anh, đúng không? Ví dụ như nói về anh Hà Lam hay là Trân Lê, chị Thảo Lê, đúng không? Thì anh phải nói là kinh nghiệm của anh về thua xa, bởi vì khi mà họ đẻ ra thì anh vẫn chưa ra đời. À, khi họ bắt đầu 18 tuổi thì anh vẫn chưa ra đời, đúng không? Em cảm giác em làm mà nó cứ thì nó bất định ấy, nó mình không phải định là nó mình làm thì có thể làm qua hết sức ấy, nhưng nó cứ phần clip nó sẽ như thế nào, sau này nó sẽ như nào mình chưa. Em xem các video của anh chưa? Dạ, em xem rồi. Video về 30 ngày NLP. 30 ngày NLP em chưa coi hết nữa. Em về em coi hết nào. Dạ. Bởi vì sao? Anh trước khi mà anh nói với hỏi ba bạn còn lại ấy, thì một trong những cái nguyên nhân của em ở đây đó là gì? Vì em không nhìn thấy được tương lai của mình. Nó giống như bây giờ em đi ra đường mà em không biết là đích đến của em là ở đâu. Nhưng ở đây cụ thể hơn đó là rõ ra là 50 năm của em trở thành ai em chưa rõ. Đúng không? Mà khi em chưa rõ là 50 năm mình trở thành ai thì cũng giống như việc là bây giờ em bước xuống dưới tòa nhà này. Sao em không biết là bây giờ mình sẽ đi đâu kế tiếp. Em chỉ có thể nhìn thấy là bây giờ đi xuống tòa nhà thôi. Đúng không? Thì khi mà em ra đến tòa nhà rồi em đâu biết đi đâu nữa. Thì em đi qua trái qua phải rồi quay lại, cũng quay về đây. Bởi vì về đây mới là quen thuộc nhất. Đúng không? Thì nó nguyên nhân đó là gì? Mình không nhìn thấy cái đích đến của mình đó là gì. Thì có phải trong NLP ấy, em xem video 30 ngày NLP của anh thì anh luôn nói đó là mình phải bắt đầu bằng nơi kết thúc. Đó, mình phải nhìn thấy được cái tương lai của mình phải thấy cái đích đến của mình. Thì có một cái của thằng Tiger, em biết Tiger đúng không? Chơi golf số 1 thế giới ấy. Đúng không? Vận động viên chơi golf số 1 thế giới. Thì ông ta chơi golf giỏi ấy, là vì kể cả thời điểm mà ông ta ở trong tù thì khi mà ông bước ra khỏi tù thì ông vẫn là chơi golf số 1 thế giới. Bởi ông ta có một cái nguyên tắc đó là gì? Ông ta tập luyện nó trong tâm trí của mình mỗi ngày. Thì khi mà ông ta bị bắt ấy,
Và đến lúc ra tù ông ta chơi về phát, ông chơi vẫn vô, chơi một phát vô gôn luôn, vô lỗ luôn. Thì người ta mới hỏi ông là làm sao ông có thể có được những cái cú đánh xuất sắc như thế. Thì ông ta nói rằng bởi vì khi mà tôi ở trong tù tôi vẫn tập luyện nó mỗi ngày. Thì cái mà ông ta tập luyện đó là tập luyện trong tâm trí của mình. Thì có một cái người thứ hai nữa, đó là ông này là luật sư nhưng ông thích về chơi gôn. Thì ông ta sau đó ông ta đi giống như đi tu thiền ấy, ở lên Himalaya Lạp Sơn trong vòng 3 năm. Và 3 năm sau đó ông quay trở về Mỹ, ông chơi gôn lại ấy, mà ông không phải là chơi vận động viên chơi gôn chuyên nghiệp. Ông ta chỉ là một người kinh doanh và thích chơi gôn thôi. Nhưng ông ta quay trở lại, ông ta vô sân gôn đó cùng với người bạn của mình ấy. Thì ông ta cũng đánh một phát vô thẳng luôn. Thì ông bạn của ông này mới bất ngờ cái việc mà ông này tại sao đánh gôn hay như vậy. Thì ông này mới hỏi là cái làm thế nào mà bạn có thể sau khi mà một thời gian rất dài như vậy bạn không chơi gôn mà bạn vẫn chơi được. Thì ông ta mới kể rằng là thực ra là 3 năm qua là tôi vẫn chơi gôn đều đặn mỗi ngày. Thì ông ta nói chẳng lẽ ở trên chỗ mà tu thiền á, chẳng lẽ vẫn có một cái sân gôn để cho ông chơi. Thế này không phải, bởi vì mỗi ngày ở trên đó không có ai chơi, không có làm gì hết. Nên mà cái môn mà ông ta thể thao chơi nhiều nhất đó là chơi gôn. Nên lúc này ông ta mới hình dung tưởng tượng là mình vẫn chơi gôn mỗi ngày. Ông ta luyện tập vào ông này là cái cú đánh này mà tôi vừa đánh đây là tôi đã luyện tập trong 3 năm qua. Tôi luyện tập hàng ngàn lần trong tâm trí của mình. Và cuối cùng dẫn tới đó là có được kết quả. Ở đây tôi không tin chắc là cái cú đánh này tôi sẽ đánh một phát là vào. Nhưng vì cái cú đánh này là tôi đã luyện tập nó hơn cả 1.000 lần mỗi ngày trong tâm trí của mình, luyện đi luyện lại và dẫn tới là hôm nay tôi đánh một phát là vào. Thì mình phải bắt đầu bằng nơi kết thúc, mình phải luyện nó ngay từ bây giờ, đúng không? Thì nó mới được. Thì ở đây này là ví dụ như ở đây là thường là mình sẽ hỏi hết luôn á, nhưng qua cái của em anh dẫn luôn để cho nó ví dụ như bây giờ em đây 50 tuổi, đúng chưa? Bây giờ là em năm nay bao nhiêu tuổi? 24 tuổi. Đúng không? Rồi nè, ví dụ như 18, em kinh doanh bắt đầu từ năm nào? Năm 20 tuổi. 20 tuổi đúng không? 4 năm này nè, em làm này. Thì gọi là em kinh doanh đồ phượt. Năm đầu tiên đúng không? Năm mấy năm? Đồ phượt 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi. Rồi là 1 năm rưỡi ở đây đúng không? Cái 1 năm rưỡi này là em cũng đã có kinh nghiệm, đã bắt đầu có lãi rồi đúng không? Cũng có lãi nhiều. Cũng lãi nhiều rồi đúng không? Nhưng sau đó em bỏ bởi vì sao? Em có bị cạnh tranh, về bị phá giá. Sau đó em thấy rằng ồ đây là khó khăn, đúng không? Em đổi sang ngành đó là kinh doanh đồ gym. Mấy năm? Gym cũng bây giờ cũng phải đúng 5 rưỡi. 5 rưỡi. Là có lãi không? Lãi hơn nhưng nó mình đánh ngách cảm giác nó vẫn thoải mái hơn. Hả? Lãi nhiều hơn. Có lãi nhiều hơn. Ờ. Rồi sao em bỏ? Cũng chưa hẳn là bỏ. Em vẫn còn nó làm nó. Ừ. Tại vì nó vẫn cho em cái nguồn thu nhập. Nguồn thu nhập. Bây giờ ai làm cái đó? Thì em vẫn có người làm cái đó. Ừ. Hôm nay em có người làm về cái này. Vậy thì vì sao em lại chọn qua bên này? Tại vì em nghĩ là nếu mà cái mơ ước và cái mục tiêu mình thì làm cái này nó rất là lâu. À vậy thì mơ ước và mục tiêu của em đó là gì? Thì em phải mua nhà tại Sài Gòn này. Và mình phải có, trong vòng 2 năm này thì mình phải có ổn định để em muốn cưới vợ. Khi nào em muốn nhà ở Sài Gòn? Thì phải trong vòng 5 năm sau em phải có. Là nhà năm 2020. Em biết là thằng mấy á? Nghĩ sao là tháng 6. Tháng 6. Em mua căn nhà bao nhiêu tiền? Mua nhà là tầm hơn 4 tỷ. Hả? Hơn 4 tỷ. 4 tỷ đúng không? Dạ. 4 tỷ này là em định mua ở đâu? Em muốn mua ở Gò Vấp. Gò Vấp. Chung cư hay là? Dạ, em muốn mua nhà ngoài mặt tiền đó. Nhà phố đúng không? Dạ. Rồi. 4 tỷ nhà phố thì ở đường nào ta? 4 tỷ ở phố? Thì em nghĩ là đường
cái đường Nguyễn Văn Công. Nguyễn Văn Công 4 tỷ mua được không? Bây giờ đang ở đó là 4 đến 5 tỷ. 4 đến 5 tỷ là có. Là có đúng không? Tại vì em muốn mua đấy vì em ở đó vấp từ quen. Từ lúc em lập nghiệp đến giờ rồi. Ừ. Em quen trong môi trường đấy mà em muốn trong ngôi nhà đó. Ok. Em học công nghiệp 4 à? Dạ đúng rồi. Nói địa điểm biết chưa? Rồi em muốn mua xe gì? Khi nào mua xe? Xe thì em muốn mua xe để khi nào gia đình và bố mẹ thì mình đi du lịch với nhau á. Ừ, thì khi nào? Mua xe thì em nghĩ là nên là mua sau khi mua nhà. Ừ, thằng khi nào? Nếu thì cuối năm 2020. Tháng 12. Dạ. 2020. Xe em mua xe gì? Đúng rồi, em xin dung là nó là ô tô thôi. Ô tô xe gì? Có nhiều loại mà. Em chưa hình dung rõ là xe cái gì nữa. Đúng không? Em nghĩ là xe là một con ô tô tầm trên 1 tỷ. 1 tỷ? Dạ. Trên 1 tỷ là ok đúng không? Vâng. Fortuner cũng là 1 tỷ, trên 1 tỷ. Dạ. Đúng không? Rồi. Vậy thì đây là hai cái của em đúng không? Là khi nào em cưới vợ? Em đang tính khi cưới nhà là những năm sau luôn đó. Bác sĩ cưới. Giống văn. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Thì xưa em nghĩ là mình sẽ cưới vợ năm 30 tuổi. Nhưng khi mà em quen được người yêu bây giờ thì em thấy là người này hợp mình và khi khó khăn lắm thì họ ở bên mình. Thì em muốn muốn là mình cưới sớm hơn, đằng nào cũng cưới. Mình đã gặp được người tốt thì mình nên quyết định sớm. Thì em muốn nếu mà quyết định thì mình phải cho nó được cái như là một cái nơi ở và mình phải có tài chính để lo cho nó. Nên em làm rất nhiều thứ em muốn có thì có mức hợp thật nhanh và để mình làm được những điều đó. Còn những công việc thế hiện tại thì nó có thể vài năm nữa, lâu nữa, nhưng em muốn nó nhanh hơn. Em thấy cuộc này em quyết định làm nó. Đúng rồi. Em thấy là cái này thì nó có thể đem lại được những điều đó cho em. Tại vì cái làm gym, làm kinh doanh về thời trang, về gym hay là phượt ấy, thì nó cái là đó, khi mà em tăng quy mô lên là em gặp vấn đề đúng không? Dạ đúng rồi. Và em cũng không dám xe nhiều xe ấy. Mình làm mình kiêm hết cái phần chính rồi. Dạ. Thì mình muốn mở rộng ra mình rất là mệt. Đúng rồi. Dạ. Mở rộng ra là thoát rất nhiều. Nếu mà mặt bằng lớn thì lại rất là nhiều nên trước em có đánh mặt bằng lớn. Thì em thấy là mặt bằng lớn mà kiểu như là được tiếng mà không miếng á thì mình cứ mất chi phí mặt bằng như vậy. Mất như vậy mà nó không tăng được ra cái doanh thu của em. Tại vì em đa phần mình đánh online. Nên cảm giác là mình cứ ship hàng là có tiền rồi. Thế mặt bằng nó cứ thừa. Nếu mà mặt bằng mình làm 4 năm ok, nhưng em thấy là lúc đó em làm ra mở đầu năm tầm đuối. Nên em quyết định là từ đó là em dừng mặt bằng. Em vào hẻm á là em báo online luôn. Báo online vào cái mặt bằng nó chỉ là cái chỗ để người ta cũng bé bé thôi, để người ta đến thử đồ và người ta coi lại luôn là người ta chọn. Người ta đã quyết định hết ở trên online của mình rồi. Ok, anh hiểu. Vậy thì cái của em nè. Từ từ đang ấy.
phải phải nghe cái tiếng, mất tập trung. Đây, ví dụ nhá, bây giờ là của các bạn là từ năm 20 tuổi này đến năm 24 tuổi, thì cái của em thấy rằng là 4 năm ở đây là em làm nó, bởi vì mình không có định hướng nên là mình không biết phải chuẩn bị kỹ năng gì, đúng không? Rồi em cảm giác là em cứ điên đâu rồi em học kỹ năng đó. Yeah. Khó khăn đâu là em học kỹ năng đó, em tìm giải pháp đó chứ. Nó mình không ai dẫn đường hay là yeah. bất cứ ai không ai chia sẻ lên mình, em cứ điên đâu là mình nghĩ nó, điên đâu nghĩ nó. Và lúc khó khăn thì mình mới rõ được. Thực sự em chưa có kinh nghiệm nên nó cảm giác là nó cứ đến rồi mình mới tìm, đến mới tìm. Mình không chuẩn bị trước được những điều đó. Rồi. Thì nó giống như thế này này, cái của em làm ấy. Nó giống như là em chơi kinh doanh đồ phượt thì hôm nay là em tập taekwondo. Đúng không? Ngày mai xong bắt đầu em tập được 5 rưỡi là bắt đầu cũng lên rồi đấy. Đúng không? Cũng bắt đầu lên xong mình thấy là ồ cái taekwondo này có vẻ không ngon lắm. Thôi đi bơi đi cho nó dễ, bởi vì sức mình dù sao nó cũng khỏe hơn. Lại quê ở miền biển nữa. Ví dụ như thế. Đúng không? Thì bắt đầu em đi bơi xong em thấy là vô đây ngành này thấy nhiều ông lớn quá. Nhiều thằng nó cả chục năm, 20 năm rồi, bây giờ mình đua sao nổi. Thôi chạy qua, chuyển qua chạy bộ cho nó dễ. Đúng không? Chạy 5 rưỡi xong em thấy là bắt đầu thì thấy cũng ngon đấy. So với mấy cái thằng mà chạy ở công viên thì mình là quá vô địch kìa, đúng không? Nhưng bây giờ nếu mà so ra mà bắt đầu ra sân vận động quân khu 7 là mình thấy thua nhiều thằng rồi. Thì bắt đầu mình mới thấy rằng là đây là một cái vấn đề. Rồi cuối cùng mình lại quay trở lại. Thôi đổi sang môn khác. Nó kiểu giống như thế. Tức là mình đang rơi vào cái tình trạng đó là gì? Mình không có định hướng. Đúng không? Thì anh này ví dụ nhá. Bây giờ em 50 tuổi. Em đã chọn, bây giờ là em quyết định em chọn Nu Skin. Đúng rồi. Đúng không? Thì đây là em chọn Nu Skin. Vì tất cả anh em ở đây mình là đã chọn Nu Skin. Thì anh sẽ nói về Nu Skin. Nhưng nếu mà một người không phải Nu Skin thì anh sẽ có một cái phần khác nữa. Căn hình dung này chứ. Mình sẽ nói một phần khác nữa. Thì lúc đó mình cấu câu chuyện của mình hỏi đó là mình cần phải làm thêm, nhưng ở đây mình là sẽ làm câu chuyện này trước. Ok chứ. Thì ví dụ như bây giờ Nu Skin này. Đến năm 50 tuổi, anh lấy một ví dụ nhé. Nếu em có định hướng là đến năm 50 tuổi em kiến tạo ra 1.000 team lead. Ví dụ nha, đây là anh lấy ra một cái ví dụ để làm gì? Để em lấy về làm cái hình mẫu, từ đó bắt đầu về em mới định hướng lại cho mình. Đúng không? Thế là đến năm 50 tuổi em có 1.000 team lead Platinum 4 Star. Lúc này em đã là một team lead Platinum 4 Star và kiến tạo ra 1.000 team lead Platinum 4 Star. Thì lúc này thu nhập của em mỗi tháng là bao nhiêu? Lớn. Ví dụ thì em định hình là một tháng là bao nhiêu? Một tiền rất là tỷ đô. Team lead Platinum 4 Star là cho là lần đầu tiên đi. 2 triệu. Không, năm đầu tiên 2,5 triệu. 2,5 triệu. Em lo lo tính vậy. 210.000 điểm mỗi tháng trở lên. 210.000 điểm. Ừ. Nhân cho 1.000 người. Nhân cho 1.000 người. Nhân cho 500. Cái này là 10 triệu điểm. Nhân cho 26.000 tỷ đồng. Nó lên E 11. 270 tỷ. 273 tỷ. 15 là 1 tháng anh. 1 tháng. Nghe là thế. 210.000 điểm. E quá. 7 tỷ à. Không. Nhân cho 1.000 thằng mà em. À 1.000 người rồi. Lúc này là không tính thằng Việt Nam, đúng không? Tính vào đâu. Đúng không? Có là một tháng thu nhập em rơi vào khoảng tầm 15 triệu đô, bởi vì cái khoảng 11-12 triệu đô. Cho là 10 triệu đô thì một tháng thu nhập em khoảng tầm 10 triệu đô. Cho lúc đó đô lên nhẹ. Đúng không? Một tháng em khoảng 273 tỷ một tháng. Thì em có cần phải đầu tư bất động sản không? Không. Cũng là mua chơi thôi. Anh mới biết một cái thông tin là cái này là từ anh không nhớ là cái lớp nào, là cái người sự khác nhau giữa người triệu phú và tỷ phú.
Đó là mấy cái ông tỷ phú thì sưu tầm bất động sản thôi. Chứ mấy ông triệu phú là đầu tư bất động sản. Nhưng tỷ phú là sưu tầm. Sưu tầm. Triệu phú mới là đầu tư. Ví dụ như Bill Gates mua chỉ là mua một cái mấy trăm triệu đô đó để chơi thôi mà. Để xây nhà, để chơi thôi. Chứ không phải là để đầu tư. Đúng không? Em cứ nhìn một loạt mấy ông tỷ phú toàn vậy không à? Nhưng mấy ông triệu phú ấy, nhỏ nhỏ ấy, đa triệu phú mà loại mấy trăm triệu đô trở lên thì họ cũng là chơi, điểm mua chơi thôi. Sưu tầm thôi. Nó giống như mua xe chơi đấy. Sưu tầm xe ấy. Còn mấy ông triệu phú nhỏ nhỏ thì cứ lại toàn là đầu tư không? Thì ví dụ như bây giờ nếu mà làm Nu Skin, mình đầu tư tập trung Nu Skin như thế này thì đến 50 tuổi thì mình có phải tạo ra được thu nhập này chưa? Đúng không? Mà nếu mình tập trung từ năm 24 tuổi đến năm 50 tuổi, khả năng ra được không? Tập trung làm. Được. Giống như cũng bán điện thoại di động đúng không? Ông Tài mà bên Thế Giới Di Động á, 10 năm ông chỉ làm Thế Giới Di Động, ông không làm cái gì khác. Thế nên ta mới tạo ra đế chế về Thế Giới Di Động đúng không? Đúng không? Thành trở thành công ty tỷ đô. Nhưng có phải là phần lớn ấy, người ta làm điện thoại được vài năm có một ít tiền đúng không? Người ta làm gì? Đầu tư mà khác. Người ta mua bất động sản. Rồi làm gì nữa? Làm nhiều thứ. Hoặc là làm cà phê. Hoặc là người ta làm về spa. Hoặc là làm về thời trang. Đó là cái có phải mọi người nhìn thấy không? Là hay làm như vậy không? Đúng không? Nhưng ông Tài thì ông lại khác. Ông dùng tiền đó ông làm về Thế Giới Động tiếp. Làm lớn lên thì bây giờ mới trở thành công ty tỷ đô. Đó là sức mạnh của sự tập trung. Giống như cả cuộc đời của mình chỉ chơi một môn duy nhất, đó là môn bóng đá thôi. Thì giỏi không? Giỏi. Đúng không? Bởi vì không có một cầu thủ nào này, từ Messi cho đến Ronaldo, có phải tập luyện từ lúc còn nhỏ xíu mới bắt đầu cầm được trái bóng là bắt đầu tập luyện không? Cho đến bây giờ. Mà đặc biệt đó là tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp nữa. Thì vì tập trung vào một thứ thôi. Nhưng bây giờ chúng ta khởi động chậm hơn, đó là năm 24 tuổi. Thì bây giờ chúng ta xác định là đến lúc này mình có ra 1.000 team lead Platinum 4 Star. Thì bây giờ nó kinh khủng không? Đúng không? Thì cái này cần gì phải suy nghĩ về đầu tư bất động sản nữa đúng không? Đúng không? Không cần phải suy nghĩ đúng chứ? Thì đó là vì các bạn làm, nếu mà mình không ấy á, thì nếu mà em không định hướng kỹ như thế này, thì có phải là bây giờ là em đang làm, ví dụ như mai mốt em có được 100 triệu tháng đi, em nói thôi kiếm đi mua đất gì đấy. Thay vì như vậy em ngồi là bây giờ làm sao để làm ra con số này đúng không? Đúng không? Ví dụ như bây giờ em tích lũy được khoảng 500 triệu đi, ví dụ như thế. Thì nếu mà em không có định hướng như thế này thì em sẽ dùng 500 triệu này em mua mảnh đất nào đầu tiên đúng không? Đúng chứ? Đã đáng mua rồi. Đó, thì đáng mua. Đúng không? Nhưng ví dụ như nếu mà em có định hướng như thế này thì cái đầu tiên em sẽ dùng nó là, một là đi học trước đã. Nếu mà em thấy là, bởi vì để lead được 1.000 team lead này là năng lực của em phải giỏi không? Nó phải rất giỏi đúng nhất. Thì em sẽ dùng tiền này để đi học phát triển bản thân trước. Đúng không? Thì quay lại câu chuyện là anh bắt đầu năm 18 tuổi anh làm. Thì xuyên suốt anh xác định đến năm 30 tuổi là anh làm với mục đích để học là bao nhiêu tiền này. Dồn vào một việc duy nhất thôi, đó là học. Thì mới có anh ngày hôm nay. Đúng chứ? Nhưng thu nhập của anh bây giờ một tháng thì nó đã bằng mua được bất động sản chứ? Đúng không? Không phải là bất động sản cao cấp, nhưng bất động sản trung trung là ok rồi đúng không? Thì nó dễ xảy ra điều đó đúng không? Nhưng mình vẫn không. Bởi vì anh dành thời gian để tập trung tiền này để đi học. Và có phải lượng tiền này nếu mà bây giờ mình cứ tiếp tục đầu tư vào bản thân mình á, thì nó tạo ra còn nhiều hơn nữa. Đúng không? Anh này đơn giản giống như chưa cần là tạo, đến lúc mà tạo ra 1.000 mà mình chỉ cần mới tạo ra 5 tỷ lít thôi. Thì đâu cần phải mua bất động sản. Đúng không? Và vì sao? Bây giờ em mua một cái mảnh đất, mua một căn hộ, anh là căn hộ cho dễ đi, 5 tỷ đi. Thì một tháng em cho thuê được 1.000 đô đúng không? Đúng không? Vậy thì 4 eject là mình tạo ra một tháng được 1.000 đúng không? Đúng nhất.
Để tạo ra 4 eject này đầu tư mất bao nhiêu tiền? Triệu quảng cáo. 1 triệu thì nó có vẻ ít quá, cho 100 triệu đi. Đúng không? 100 triệu đúng không? 100 triệu là ra được 1.000 đô mỗi tháng. Mà 1.000 đô này này, cái này á, giá trị của nó 1 năm sau nó tăng trưởng lên không? Có, tăng trưởng. Nó lên được 8 EZ đi. Đúng không? Là nó tài sản nó đã lên 10 tỷ chưa? Cái này 1 năm sau nó lên được 10 tỷ không? Thì nó rớt. Đúng chưa? Nên đối với một người tỷ phú thì họ luôn chọn cách đó là đầu tư vào cổ phiếu, đầu tư vào công ty, chứ nó không đầu tư vô bất động sản. Và người ta sưu tầm bất động sản, tập trung vào việc kinh doanh nhiều hơn. Bởi vì rõ ràng là mình đi kinh doanh mình thấy lợi nhuận nó nhiều hơn đúng không? Nhưng vì trước đây đó là mình quản lý nó chưa tốt, nên là khi mình lớn lên mình không tạo ra được nữa. Thứ hai đó là tâm lý của mình là mình không nhìn thấy được cái đường đó, nên mình nghĩ đó là điều khó. Thì cái đó chúng ta tính sau. Như bây giờ là 1.000 team lead Platinum 4 Star này, thì rõ ràng là bây giờ là đối với một người giỏi về team lead Platinum 4 Star mà tạo ra 1.000 team lead Platinum 4 Star thì kỹ năng quan trọng nhất của họ đó là gì? Vẫn là về content. Bởi vì lúc này họ phải truyền tải nội dung nhiều không? Họ phải bán về tầm nhìn không? Đó, tầm nhìn và sứ mệnh hay là về mục tiêu, đó là một cái mà tương lai mình không nhìn thấy. Nhưng đối với một người leader họ phải làm sao để mọi người nhìn thấy được, đúng không? Đúng nhất. Thì họ phải bán, chứ không phải là bán một cái sản phẩm giống như cái điện thoại này đưa cái là người ta nhìn thấy được. Mà content này để làm cái điện thoại này thì nó dễ hơn, nhưng content về tầm nhìn thì nó khó hơn. Mà khó hơn nhưng không có nghĩa là không làm được, mà bằng cách đó là mình tập luyện nó ra. Đúng chưa? Thì đó là về content mình phải. Mà người này thường xuyên phải viết email. Các lãnh đạo đều phải viết email không? Gửi cho hàng ngàn người không? Đúng không? Trong đội ngũ của mình. Rồi phải làm về những bài quảng cáo đúng không? Họ phải làm video không? Thầy Alan làm tốt không? Chú Đi làm tốt không? Đó, anh cũng làm tốt không? Chỉ có bây giờ là anh không làm content về sản phẩm giống như bọn em nữa. Nhưng anh thường xuyên làm về content về cái này đúng không? Đúng nhá. Nhưng nó vẫn là content mà. Đúng nhá. Rồi, kỹ năng thứ hai đó là gì? Bởi vì content này chiếm 90% của marketing đúng không? Đúng nhá. Còn công cụ Facebook, Google, YouTube hay là sau này nó không còn ba cái đó nữa thì nó là một mạng xã hội khác tốt hơn. Nhưng về cơ bản nó gốc vẫn là content. Đúng không? Thì có phải là dù bọn anh là thời thế nó đã thay đổi, nhưng bọn anh vẫn đâu bị ảnh hưởng. Bởi vì mình luyện tài luyện content từ ngày xưa giờ mà. Đúng không? Rồi, từ thời mà làm email, xong đó làm về diễn đàn, sau đó làm Google, rồi bây giờ là Facebook thôi. Chỉ đơn giản đó là đổi công cụ mà thôi. Chứ về mặt bản chất thì không có gì thay đổi hết. Đúng không? Thì anh có tất cả là 12 năm trời luyện như vậy thì tốt rồi. Đúng tốt thôi. Đúng không? Không phải ngẫu nhiên tự nhiên mình vô làm Nuskin Fast thành công luôn. Bởi vì cái này mình đã có sự chuẩn bị trước đó. Đúng chưa? Rồi. Cái thứ hai đó là về sale và chăm sóc khách hàng đúng không? Đúng chưa? Khách hàng của công ty Nuskin là ai? Mình. Khách hàng lớn nhất của Nuskin là ai? Team Elite Platinum 4 Star. Mà Nuskin là công ty tỷ đô thì mình phải học theo công ty tỷ đô đúng không? Khách hàng lớn nhất của anh hiện tại đó là từ Blue Diamond trở lên. Khách hàng của công ty Nuskin đó là Team Elite Platinum 4 Star và Team Elite đúng không? Đúng nhá. Thì vậy là ví dụ bây giờ là em sau này phải trở thành người như thế này. Mà khách hàng của em là người Team Lead Platinum 4 Star là họ cực kỳ cao cấp chưa? Cao cấp. Cực kỳ cao cấp, bởi vì mỗi tháng là họ bán cho em đến tối thiểu đó là 6 tỷ. Đúng không? Đó là cái doanh số tối thiểu họ bán cho em mỗi tháng là 6 tỷ. Vậy thì khách hàng này là khách hàng cực kỳ cao cấp của em rồi. Chứ đó không phải là khách hàng một tháng mua 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu nữa. Thì nhưng mình phải sale bắt đầu từ việc mà mình bán đơn 3 triệu, 5 triệu đúng không?
cho đến sau này, đó là một khách hàng này mỗi tháng là họ phải tiêu được từ 6 tỷ mỗi tháng đó. Sale và chăm sóc khách hàng, đấy là kỹ năng tốt đó, quan trọng đó. Đúng không? Rồi cái kỹ năng thứ ba đó là về kỹ năng về lãnh đạo, đúng không? Lãnh đạo bằng cách đó là đi giúp đỡ người khác, đúng không? Thì khi mình làm sale và marketing này thì mình cũng phải đi giúp khách hàng đó, giải quyết được vấn đề. Vậy thì khách hàng của anh đó bây giờ đó là downline của mình, là giống như bọn em ấy. Thì vấn đề của bọn em đó là phải bán được hàng, đúng không? Rồi về về có mối quan hệ tốt ở gia đình, đúng không? Đúng nhất. Xong rồi mình có một mối quan hệ tốt với cuộc sống, đúng không? Mình có sức khỏe tốt, đúng không? Đó có phải là lý do tại sao anh hay kêu gọi bọn em là tập thể dục không? Hay kêu gọi mọi người dậy sớm để mà NLP không? Rồi bắt đầu mình có khả năng giao tiếp tốt để mình giải quyết mối quan hệ tốt với mọi người không? Đúng không? Và khi mọi người giải quyết được cái này thì có phải kinh doanh tốt không? Giống như khách hàng mình giải quyết cho họ rất nhiều được vấn đề, thì sau đó họ tin tưởng mình, họ mới bán, họ mới mua hàng, đúng không? Thì đó có phải là vì cấp độ nó khác nhau thôi, nhưng về cơ bản là bản chất nó giống nhau, giống nhau, không có gì khác nhau ấy. Chỉ có là vấn đề sản phẩm, ví dụ như em là sản phẩm của anh thì vấn đề của em nó khác, hay là anh Văn là sản phẩm của anh nhưng là vấn đề khác thôi, là khách hàng của anh nhưng vấn đề của ông Văn là khác. Ông Văn là bây giờ có nhiều người thì tất nhiên ông Văn sẽ gặp nhiều vấn đề, đúng không? Thì lúc đó là anh đi trước thì anh cần phải chia sẻ và hỗ trợ cho ông này nhiều hơn thôi. Nhưng về nó đúng nghĩa của nó là giống như ông này vẫn là khách hàng của anh, bởi mỗi tháng là ông vẫn bán bao nhiêu tỷ đó, thì đó chính là khách hàng của mình. Và khách hàng này VIP hơn so với việc khách hàng mua của anh 5 triệu, 10 triệu thôi, đúng không? Thì anh mới có nhân viên của anh để phục vụ cái nhóm khách hàng 5 triệu, 10 triệu đó, để anh phục vụ mấy khách hàng này. Thời gian của anh là phục vụ khách hàng là chị Trang, là Văn, là Tiến, là Tâm, bởi vì đó là khách hàng lớn của anh, đúng không? Còn anh lại là khách hàng của thằng Nuskin. Các bạn hình dung ra về cái này chưa? Rồi, vậy thì để trở thành một người lãnh đạo tốt này, thì mình quay trở lại mình thấy này, họ đều phải giỏi hai kỹ năng này, đúng không? Vậy thì hai kỹ năng này mình phải luyện tập. Sau đó mình mới bắt đầu phải học về kỹ năng về tuyển dụng không? Kỹ năng về huấn luyện đào tạo không? Rồi bắt đầu mình mới học về kỹ năng về dùng người, đúng không? Đào tạo xong phải biết dùng chứ, đúng không? Thì lúc này này, ví dụ như ngày xưa là mình có thể kiếm được 500 triệu tháng, mình rất là ok, mình nghĩ mình rất là ngon, mình cũng khá là chảnh, đúng không? Nhưng cuối cùng người mình nó đi hết thì mình sẽ không đạt được con số này, bởi vì lúc đó mình cảm thấy rằng là 500 triệu cũng khá là ổn rồi, nên là mình cái thái độ của mình đôi lúc nó cũng không phải ổn lắm. Thì lúc đó có phải là mình dùng người không được không? Mình làm việc mình luôn nghĩ mình là ngon hơn tất cả mọi người thôi. Những cái người này thì luôn biết đó là gì, vì họ biết là họ phải kỹ năng dùng người nên họ học cái này này, nên họ tránh được cái va vấp đó, đúng nhất. Và lúc này cái quan trọng đó là em muốn thị trường quốc tế hay là chỉ là đơn thuần là Việt Nam thôi? Quốc tế. Vậy thì tiếng Anh mình cũng cần học không? Cần đúng không? Thì lúc này tiếng Anh này á, đôi lúc là mình không cần phải là quá xuất sắc, nhưng mình ít nhất đó là giao tiếp được thôi, đúng không? Bởi vì lúc đó mình có thể dùng viết dịch, nhưng cái cơ bản là mình phải có được, đúng không? Thì lúc đó nó thêm một vài kỹ năng bắt đầu mình mới liệt kê ra. Vậy thì đây chính là cái con người mà mình trở thành, đúng không? Và lúc này này, anh mới nói về cái phẩm chất bên trong con người lãnh đạo này, đó là gì? Về kỷ luật, đúng không? Về chính trực, đúng không? Về một loạt thứ là bắt đầu mình phải liệt kê ra, là cái một những cái gì của một con người, người lãnh đạo, một người team lead Platinum 4 Star. Mình có thể lọc lấy chú Dean, lọc ra cô Gojung, lọc ra là thầy Alan và những người khác nữa, đúng không? Thì đây có phải là những cái kỹ năng, cái tố chất này, đây là những cái điều kiện cần, những điều kiện đủ, đó là những cái tố chất của họ, đó chính là con người họ trở thành không? Đúng không? Em hình dung ra chưa? Rồi đây là anh lực sơ ra một số cái này. Vậy thì bây giờ câu hỏi này, mình sẽ tập luyện để trở thành một nhà vô địch hay là trở thành nhà vô địch rồi tôi mới tập luyện? Tập luyện trở thành vô địch.
tập luyện rồi mới trở thành nhà vô địch đúng không? Nhưng trước giờ là mình đang muốn là trở thành rồi mới tập luyện, hay là tập luyện rồi mới trở thành? Anh không nói gì, đơn giản là về yếu tố kỷ luật. Là muốn dậy sớm đi, 5 giờ sáng, đúng không? Thì trước giờ mình đang là tập luyện để trở thành nhà vô địch, hay là đang muốn là khi nào tôi thành công rồi mới dậy 5 giờ? Toàn là thành công rồi mới ấy đúng không? Vậy thì cái điều đó, điều thành công nó có xảy ra nó không? Đúng không? Các bạn là mọi người luôn là rơi vào tình trạng nó giống như là à khi nào tôi có tiền tôi mới đi học đó. Đúng. Không có học thì làm sao mà có tiền được? Đúng không? Cái sai lầm của mọi người đó là gì? Có tiền rồi tôi mới đi học. Bạn có tiền thì bạn đi học chi nữa? Bạn không có tiền bạn mới phải đi học. Đó là sự khác nhau. Thế là 58 tuổi tiền anh kiếm đâu ra? Mình chỉ có mới chút ít à. Mình đi cày, mình đi làm, mình kiếm được một ít tiền, sau đó mình phải đi học trước đầu tiên thì mình mới có hôm nay. Chứ nếu anh nói là đợi khi nào tôi có thu nhập tỷ thì tôi bắt đầu tôi đầu tư những khoa học hàng trăm triệu, thì lúc đó làm sao mình có được? Bởi vì con người mình không phát triển thì mình không thể có tiền được, đúng không? Thì lúc này em nói là hình như là em thiếu kinh nghiệm, thiếu trải nghiệm, không phải là bởi vì em thiếu học một cách bài bản, đúng không? Ví dụ như mấy năm rồi mà em kiếm được tiền đó, mà em đầu tư đi học thì bây giờ nó khác chưa? Đất thì nó đâu để ra tiền đâu. Thì em để đó thì về cơ bản tiền mặt em vẫn không có mà. Nhưng em chỉ cảm giác là em sở hữu được cái mảnh đất đó thôi. Nhưng nó gói gọn ở 5 triệu, 100 triệu đúng không? Nhưng nếu, anh không biết là cái đất em mua là bao nhiêu, nhưng nếu mà tiền là em dùng đi học thì bây giờ con người nó đã khác hoàn toàn chưa? Có thể một tháng bây giờ em đã mua được 2 căn, 22 mảnh đất, đúng không? Nó đã khác rồi. Đúng nhá. Bởi vì đầu tư vô đây thì nó sản sinh ra nhiều hơn ngày xưa, anh cũng chưa hiểu lắm. Cho đến bây giờ thì anh rất thấm về cái này. Ngày xưa thì anh cũng cảm giác là mất nhiều hơn là được. Bởi vì học thấy mất tiền đúng không? Đâu có đông nào đâu. Nhưng á, là vì lúc đó là anh tin tưởng vào mấy cái ông kia thôi. Mấy ông tỷ phú, mấy ông triệu phú á. Đầu tư, có phải Warren Buffett này là đầu tư vào bản thân mình là đầu tư thông minh nhất và mang lại nhiều lợi nhuận nhất không? Nhưng lúc đó là anh tin trước đã, để anh làm trước đã. Anh không biết là nó thật hay không nhưng anh làm trước đã. Và cuối cùng may mắn là bây giờ nó thật. Nên là bây giờ anh vẫn tiếp tục đầu tư vào bản thân mình trước. Học tập mình trước, ăn uống tốt hơn, đi tập nhiều hơn. Đúng không? Mình mới bỏ tiền ra để mình đi tập PT đúng không? Bởi đó cũng là đầu tư bản thân mình thôi. Về sức khỏe, còn đi học đó là phát triển về trí tuệ, còn đi tập thể dục thể thao đó là về cơ thể đúng không? Thì cả tâm và thân nó phải thống nhất với nhau, nó đồng nhất với nhau. Mình tâm, mình cái tư duy rất tốt, cái sức mạnh về ý chí tinh thần rất tốt, nhưng cơ thể yếu thì cũng ăn không ăn thua. Cơ thể về mình tốt nhưng tâm tinh thần của mình là không tốt thì cũng không ăn thua. Nó không đồng nhất với nhau, nó phải đồng hành với nhau thì nó mới được. Đúng nhất. Rồi, vậy thì bây giờ đây chính là cái con người, cái đích đến mà mình cần phải huấn luyện trở thành. Vậy thì ngay từ bây giờ mình đã phải tập luyện chưa? Bây giờ nó đã phải tập luyện rồi, đúng không? Mình gom tiền các convention là mình phải đi chưa? Đó cũng là đi học. Ví dụ convention này, hay là các sự kiện của công ty đó là đều học không? Mọi người nói là ồ, có thể thấy sự kiện, mình thấy cái một người có thái độ học thực sự, chỉ cần người ta có một ý thôi, người ta đã ghi chép rồi đúng không? Em thấy vô Nuskin, vô mấy cái sự kiện đó, em thấy là hàng đầu luôn luôn, các nhà lãnh đạo đều có sổ sách không? Đúng không? Đúng. Họ nói ý đây phát là ghi luôn đó. Và về họ học được rất nhiều đúng không? Còn nếu một người bình thường vô, mấy cái người mà ngồi cuối ấy, thế ồ, tôi thấy đi sự kiện vậy có học được gì đâu. Bởi vì nó nằm ở thái độ. Đúng không? Có một người, người ta đi ra ngoài, họ thấy người ta làm thôi là người ta đã học được rồi. Còn mấy thằng nghèo thì nó bao giờ thấy được đâu. Chỉ trước mặt nó còn không học được cơ mà. Đúng không? Đúng nhá.
đúng không? Vậy thì có phải là tiền của mình có được là mình phải dành đi convention này, mình đi các sự kiện này, mình đi học này, mình đi rất nhiều nơi đúng không? Đúng nhá. Rồi mình phải chuẩn bị tiền. Ví dụ mình muốn mở thị trường Nhật Bản, mình phải mình biết chắc luôn thời gian đầu tiên mở thị trường Nhật Bản đó là coi như học phí, tiền ăn, tiền ở, tiền đi lại, tiền mình làm thử sai. Không bao giờ có chuyện mà mình làm bùng phát thành công, kể cả mình còn rất thành công ở Việt Nam nhưng sang Nhật cũng phải mất thời gian đâu, bởi vì nó văn hóa khác, con người khác, ngôn ngữ khác, mọi thứ khác, thì mình phải làm nó cũng khác. Không cần là Nhật đâu mà Sài Gòn, Hà Nội thôi đã khác chứ, khác hoàn toàn rồi đúng không? Sài Gòn nghĩ thế này nhưng ra Hà Nội nó khác hoàn toàn rồi, đúng nhất. Thì mình cũng phải chấp nhận trả giá cho nó, đúng không? Ví dụ như mình bỏ ra học phí của nó là 1 tỷ, nhưng bù lại nó sẽ cho mình 1 tỷ một tháng. Nhưng lúc này mình nghĩ, ồ, thay vì đi Hà Nội tiết tiền không, thôi mình làm ở Sài Gòn được rồi, lấy 1 tỷ này mua nhà, mua đất. Thì 1 năm sau mình đất này ra được bao nhiêu? Cùng lắm được 3 tỷ đúng không? Ví dụ đó là hot lắm á, bóng bóng thì nổ nó cũng te thôi. Được, nhưng cái này thì đều không? Đều là khác nhau. Cần hình dung ra chứ, đúng không? Còn nếu mà mua đất, mua bất động sản 5 tỷ này thì nó vẫn ra được 1.000 đô một tháng đúng không? Nhưng của cái này này, mình ra 4 exec, bỏ ra 1 tỷ ra được 4 exec là cũng tương đương 5 tỷ luôn đó. 1 tỷ thì phải ra được 40 exec không? Thì phải ra được 10.000 đô. Khác nhau chưa? Các định hình về cái này chưa? Rồi, vậy thì đó là cái sự khác nhau. Mình cần phải dành thời gian. Lúc này này, mình biết là cái điều kiện để trở thành con người này thì mình mới biết bắt đầu từ đây như thế nào. Giống như bây giờ mình biết là mình cần phải trở thành vận động viên Olympic quốc tế, 10 năm nữa mình phải trở thành điều đó, thì bây giờ mình phải tập luyện đúng không? Đúng nhá. Ví dụ nha, bây giờ em nói là em chạy đền kinh đi, bây giờ một chạy marathon đi, bây giờ em chỉ bắt đầu người của em quá yếu thì một ngày em chỉ chạy được 1 km thôi. Và mỗi ngày em tăng lên 100m thì em thấy nó dễ dàng không? Dễ. Dễ đúng không? Nó không có sự thay đổi nhiều đúng không? Một năm em chạy được bao nhiêu km? 1 ngày ấy, sau 1 năm có phải 1 ngày em sẽ chạy được 37.5 km không? Một ngày 100m. Đúng không? Thì 1 năm sau là 36.5 km. Thì cộng thêm 1 km khởi động ban đầu thì 37.5 km không? Thì lúc này em đã kinh chưa? Chạy liên tục, quá kinh điển đấy đúng không? Lúc này nhiều người kêu ồ đi thi cuộc thi này cuộc thi kia chưa? Và em thấy ồ mình khỏe quá, bắt đầu em sẽ dễ dàng em đổ sang môn bơi không? Rồi đạp xe không? Nhưng vì em muốn chinh phục cái đỉnh cao của nó, đó là gì? Olympic. 10 năm nữa. Thì 10 năm nữa là em sẽ chạy được 375 km trên một ngày không? Kinh chưa? Mười năm thì điều này xảy ra được không? Được, bởi vì mỗi ngày trong có 100m rồi. Nhưng phần lớn mọi người không làm điều này bởi vì mọi người đâu có mục tiêu này. Đúng không? Đúng nhá. Nếu cả cuộc đời mình 10 năm mình có mục tiêu này thì bây giờ nó vô địch không? Lý Tiểu Long tập mỗi mấy môn? Một môn. Chắc những người huyền thoại đều làm một môn đúng không? Đúng. Warren Buffett làm mấy môn? Một môn. Steven Jobs làm mấy môn? Một môn. Marco Schubert làm mấy môn? Một môn. Bill Gates làm mấy môn? Một môn. Amazon làm mấy môn? Một môn. Đúng chưa? Vậy thì bây giờ mình làm cái này thì nó cũng ra được giống như mày ông kia. Về một môn. Đúng không? Thì từ đây để mình làm gì? Để ngay từ... Và cái quan trọng này là trong 1 năm đầu tiên là mọi người cảm thấy chán nản, vống bỏ rồi đúng không?
Đúng nhá. Đặc biệt là 3 tháng đầu tiên thì thấy thay đổi nhiều chưa? Chưa. Chưa? Mày chạy hoài ấy, mới được có 19 km một ngày à? Quá ít đúng không? Thì không khác gì bọn em viết bài này, trời sao viết hoài chưa ra gì đúng không? Thì muốn kiếm tiền nhanh không? Nó rơi vào tình trạng đó. Mà không nhìn vô năng lực của mình. Được chưa? Trong lúc đó khi nhưng mình thấy con đường của mình thì mình sẽ luyện tập một cách nghiêm túc không? Đúng nhá. Mình làm chỉnh chu từng cái một đó. Bởi vì mỗi thời điểm mình phải rèn luyện một kỹ năng thật tốt. Nên hồi đó anh đặt mục tiêu đó là mỗi năm anh rèn luyện 1 đến 2 kỹ năng thôi. Đúng nhá. Nên anh có 3 năm anh làm việc người khổng lồ, đó là 3 năm anh rèn luyện về kỹ năng diễn thuyết và huấn luyện đó. Nên thất bại cũng là chuyện bình thường. Sau đó bị gặp vấn đề này, vấn đề kia đâu, vấn đề gì với anh đâu. Vẫn bình thường mà. Bởi vì mình xem đó là những năm tháng mình làm để học thôi. Thất bại không vấn đề gì hết. Mà anh còn nói là may là thất bại sớm chứ thất bại trễ còn đau hơn. Vì nó vẫn nằm trước tuổi này đúng không? Đúng nhất. Rồi. Vậy thì bây giờ 24 tuổi là em có 6 năm. Thì em mới chia ra này. 26, 28 tuổi và 30 tuổi đúng chưa? Vậy 2 năm đầu tiên này em giỏi đúng một kỹ năng thôi, em vẫn đặt mục tiêu mình phải trở thành team lead đúng không? Luôn luôn là như vậy đúng không? Thì bây giờ này, đặt ra mục tiêu năm nay là em giỏi đúng một thứ thôi. Content và sale đúng không? Và hai kỹ năng này nó liên quan với nhau luôn không? Có. Mình luyện mỗi ngày mình phải bán lợi được 5 triệu một ngày đúng không? Và nó phải duy trì liên tục đều đặn không? Đều đặn. Có là phải nguyên tắc mình phải là thế này này. Giống như Michael Jordan á, ông ta luyện một ngày ném 200 quả bóng rổ vào rổ. Mỗi lần luyện tập chứ không phải là một ngày. Và nếu ông ta luyện tập từ sáng mà nếu quả thứ 200 rơi ra ngoài ông ta làm gì? Ném lại từ đầu. Còn với chúng ta ném khoảng quả 200 mà rơi ra ngoài làm gì? Dừng lại. Xem xung quanh có thằng nào không đúng không? Ồ 200 rồi, 200 rồi đúng không? Đó là sự khác nhau giữa hai ông này không? Thì Michael Jordan mới trở thành vận động viên chơi bóng rổ số 1 thế giới. Dù đó là môn độc đội. Nhưng ta luyện tập nghiêm túc hơn nhiều người khác. Chứ ông không nói là ồ để mà chiến thắng tôi phải nhờ vào người khác. Ông ta bao giờ nói như vậy. Dù bóng rổ là chơi đồng đội đúng không? Chứ phải chơi một mình. Ronaldo hay là Messi cũng vậy đúng không? Nhưng ta không quan tâm điều đó. Ông ta quan tâm là mình giỏi, mình sẽ được chơi với đội giỏi. Đúng chưa? Và ông ta mới luôn luôn là vô địch đúng không? Mình cứ bán lãi ngày 5 triệu đi, mình tất nhiên sẽ có những thằng giỏi đó đến làm việc với mình đúng không? Đúng nhá. Bởi vì thằng giỏi nó luôn thu hút thằng giỏi với nhau. Vậy thì em luyện đều đặn ngày nào phải lãi 5 triệu này. Thì lúc này nhiều thằng nó đến, bởi vì em chỉ cần show kết quả nhiều thằng đến không? Đúng không? Và lúc này này, quá trình này em có lãi này này. Em dùng cái tiền lãi này là một tháng em có 150 triệu đúng không? Nhưng em chỉ tiêu dùng khoảng 50 triệu thôi đúng không? Là ổn rồi chưa? Còn 100 triệu này em dùng nó làm học phí. Học phí gì? Đi học là một chuyện. Học nhiều nhất đó là trải nghiệm không? Đi đóng học phí đi học á, cùng lắm 100 triệu à. Nhưng một năm này là em dư được là phải 2 tỷ tư không? Nhưng 2 tỷ tư này này, mình đóng học phí đôi lúc có 400 triệu thôi. Nhưng 2 tỷ mà em học phí nhiều nhất đó chính là trải nghiệm. Em tuyển dụng, em bỏ ra một ngày 3 triệu em chạy quảng cáo tuyển dụng không? Bao nhiêu người đến với em và em bị mất người đúng không? Đúng rồi. Bởi vì kỹ năng huấn luyện mình chưa tốt này. Kỹ năng nhìn người mình chưa tốt này. Có những thằng ấy mình nghĩ là rất ngon và mình tập trung vào đào tạo cho nó đã đời xong cuối cùng nó không phải là ngon. Nó là khoai sống không ạ? Khoai sùng không ạ? Bên ngoài nhìn rất đẹp nhưng mở ra khoai sùng không à, hư luôn. Bao công sức mình đào tạo cuối cùng phí. Và bắt đầu mình hiểu hơn về cách nhìn người đó. Đúng nhá. Rồi có những người mình nghĩ rằng rất là ngon, nhìn rất đẹp mã, nói chuyện rất hay. Nhưng ông này là không có chính trực. Cũng sùng luôn đó. Và bao nhiêu con người như thế mình mới thấy được đúng không? Nhưng có những thằng sau 2 năm mình mới thấy có những thằng nhìn nó rất là cùi bắp ban đầu nhưng sau này nó trở thành nhân tài.
thì mình mới có những bài học đó. Nó phải đến cả hàng ngàn con người đến. Giống như bán hàng, bọn em phải gọi cả hàng trăm cuộc nó mới ra được bài sale. Đúng không? Thậm chí là mình phải gọi đến hàng ngàn cuộc điện thoại nó mới ra được con số. Nhưng rất nhiều anh em muốn gọi 5 cuộc là thành công rồi. Lấy đâu ra? Mình toán mới làm được khoảng mới lớp 1 là đi đi được đại học cấp 3 chưa? Chưa. Làm sao mà ra được? Mà bây giờ mình muốn gọi 5 cuộc mà gọi được giống như thằng mà gọi cả ngàn cuộc. Hỏi ông Văn gọi bao nhiêu cuộc? Trong hơn năm, 1 năm rưỡi, gần 2 năm làm với NoSkin, ông gọi bao nhiêu cuộc? Mình chỉ cần hỏi ông này là gọi bao nhiêu cuộc thôi là mình sẽ biết được là năng lực của ông ta sao, đúng không? Đúng không? Và mỗi ngày ông ta đi ngủ lúc mấy giờ để trở thành gọi là thánh sale về về True Face, đúng không? Đáng lẽ về True Face phải là nữ gọi nhiều hơn, bán tốt hơn, đúng không? Nhưng tại sao ông Văn trở thành vua bán về True Face dù ông là nam? Thì mình phải nhìn câu hỏi này, đúng không? Vậy thì mình có này, mình chỉ cần 50 triệu là sống tốt chứ. Nhưng anh tin rằng là sau 2 tỷ vô việc trải nghiệm như thế này này, 2 năm sau là ít nhất á, dù em thất bại đến cỡ mấy, em vẫn có được khoảng ít nhất 50 thằng executive không? Đúng không? 50 thằng executive này, mỗi thằng bao nhiêu tiền? Anh cho tối thiểu là 5 triệu đi, thì vẫn tháng là 250 triệu không? Vẫn lời không? Yeah. Nhưng 250 triệu này thụ động hay là? Thụ động. Nó thụ động đúng không? Nhưng 250 triệu này nó vẫn tiếp tục tăng lên không? Nó khác so với việc mà bỏ 2 tỷ, mình lấy 2 tỷ này đi mua bất động sản chứ. Là hai cái khác nhau đúng không? 2 tỷ này không bao giờ nó có thể tạo ra được 250 triệu mỗi tháng. Và nó cũng không cho mình được kiến thức nhiều hơn đúng không? Không cho mình kỹ năng nhiều hơn đúng không? Nhưng 2 tỷ mình đầu tư đi học rồi này. Học ở đây không phải là đóng học phí, bởi vì mình bỏ 4 năm học phí thôi. Mình đi học khóa này khóa trong khóa kia 2 năm 400 triệu học thoải mái chưa? Thoải mái luôn. Đúng chưa? Nhưng mình có 2 tỷ này này để mình trải nghiệm, mình tuyển dụng rất nhiều, mình làm rất nhiều, thậm chí em luyện rất nhiều đối tượng đúng chưa? Đúng không? Làm việc với người giỏi đầu tiên em cũng SML không? Có, anh cũng vậy mà. Mình chưa quen làm việc với người giỏi đúng không? Nhưng mình làm việc nhiều xong bắt đầu mình mới hiểu ra đúng không? Được. Hiểu rồi bắt đầu mình nâng cấp lên thì lúc đó câu chuyện nó là khác chứ. Đúng không? Thì 2 năm nữa này chắc chắn em đã trở thành team lead chưa? Nếu với cách học này này, team lead chưa? Chắc chắn là team lead. Team lead platinum thì anh không chắc, nhưng team lead 4 star là chắc á. Bởi platinum nó liên quan đến điểm rất nhiều. Đúng không? Nhưng team lead 4 star thì chắc chắn đấy. Với cách làm này, bởi vì em tuyển rất nhiều người không? Một năm là em đã đủ phê về trải nghiệm chưa? Với cách làm một tháng em bỏ ra 100 triệu để đổ lấy kinh nghiệm. Nhiều. Nó quá nhiều. Nó khác nhau. Như vậy trước đây là tư duy của mọi người khác không? Đúng. Bởi vì tư duy của anh là cái này, mình nhìn đến con số này chứ không phải là con số 1-2 tỷ mỗi tháng. Mình không phải là mình không quan tâm về con số này. Đến con số này anh đâu quan tâm nó đâu. Đúng nhá. Mình quan tâm đến những cái nó lớn hơn. Mà nó không phải là tiền, mà ở đây đó là gì? Thì đó là mình giúp được cho nhiều người này. Và từ việc mà mình giúp được nhiều người này, mình có được con số này đúng không? Nhưng mình khi mình đặt mục tiêu, mình phải có đích này. Các anh hiểu ra vấn đề chưa? Ok không? Rồi. Vậy thì 26 tuổi này, bắt đầu những cái con người mà em làm trong mấy năm này, họ tiếp tục lớn lên không? Đúng không? Thì có thể đến năm 26 tuổi này, em có những thằng team lead nó bỏ em luôn. Có không? Có. Vẫn có thể mà. Mình chưa chắc được đúng chưa? Nhưng qua đó mình mới học cách làm việc với người giỏi không? Mình cũng bị vài team đó là gì, nó tách ra. Ở đây nghỉ có không có nghĩa là nó không làm nữa, mà là nó nghỉ có thể là nó hoạt động độc lập luôn. Mình không thống nhất được với nhau, mà đội nhóm mà không thống nhất người giỏi với nhau thì là thua rồi. Đúng không? Về mặt tài chính thì mình ok,
Nhưng về mặt con người mình đã bị thất bại không? Được. Nhưng qua đó cho mình kinh nghiệm không? Có. Đúng nhá. Rồi. Bởi vì ông Phạm Nhật Vượng ông làm được lớn đó là vì ông hội tụ được nhiều người giỏi không? Chứ nếu mà hội tụ với ông toàn những thằng mà giống như ban đầu khởi nghiệp với ông thì cũng thua đúng không? Toàn gà với nhau mà. Đúng nhá. Thì bây giờ này, 26 tuổi thì chắc chắn mình có 2 năm nữa là mình đến năm 28 tuổi chắc chắn là Team Elite Platinum 4 Star chưa? 4 năm. Nhưng khó khăn nhiều nhất nó nằm ở giai đoạn này đúng không? Đúng. Đúng không? Lúc này anh này đơn giản này. Em làm được 150 triệu một tháng. Bản thân cá nhân của em bán lẻ 5 triệu một ngày. Em có thêm 3 nhân viên nữa, có thể thu nhập em 300 triệu một tháng. Nhưng đây là thách thức của em thời gian đầu tiên này. Ồ, mình thấy tiền hàng tháng vẫn dư mà. Thời xong mua đất nhỉ? Bắt đầu đi dòm đi ngó là bắt đầu mất tập trung chưa? Đúng rồi. Đúng không? Đi dòm đi ngó là mình đã mất tập trung rồi đó. Cái thứ hai, nhiều người nói, ây, mày bán doanh số được. Ví dụ như Team Elite là 1 tháng 6 tỷ đấy đúng không? Mày có biết là nếu mày tự nhập hàng bán á, mày lời được 3 tỷ không? Mà bây giờ sản xuất đâu mày khó đâu. Mà người dễ bị cái này không? Đúng nhá. Nhưng bạn không hiểu là 3 tỷ này là của ai? Một mình bạn thôi. Mà nếu mà cuộc chơi chỉ mình bạn thành công thì ai chơi? Thực ra Nu Skin 6 tỷ này mình vẫn được 3 tỷ không? Được. Được, nhưng 3 tỷ này được làm gì? Chia đều ra. Thì ai cũng chơi. Em cũng giàu, anh cũng giàu, Văn cũng giàu, chị Trang cũng giàu, ai cũng giàu hết thì mới chơi được chứ. Nên là mọi người có phải bị mắc kẹt ở mức 3 tỷ này hoài mà không thể lên được con số này không? Đúng. Bởi mọi người nghĩ cuộc chơi này chỉ có mình tôi thôi. Thì nó nằm ở đây thôi. Chứ không bao giờ được đến con số này. Đúng không? Mấy thằng mà luyện tập nghiệp dư thì nói là tôi tự đi tập gym được, tôi đâu cần phải huấn luyện viên chứ. Nhưng Ronaldo xuất sắc là cầu thủ siêu sao nhất thế giới vẫn có huấn luyện viên không? Có. Vẫn phải có mà. Đúng nhận. Rồi, vậy thì năm 28 tuổi đến năm 30 tuổi mình đặt mục tiêu đó, mình phải tạo ra 10 team lead đó. Platinum 4 star. Nhưng cái này khả thi không? Khả thi. Bởi vì sao? Mình trước đây tháng nào cũng nả 100 triệu mà. Thậm chí 100 triệu này mình làm đến lúc này luôn được không? Được. 100 triệu đâu phải là nhiều. Sau này đó đâu còn là nhiều nữa đúng không? 273 tỷ mà bỏ ra có 100 triệu mỗi tháng thì đâu là gì? Các anh hiểu tại sao anh chạy quảng cáo đều chứ? Đúng không? Và anh cũng xác định này, 5 năm làm đầu tiên làm Nuskin chỉ là làm nháp thôi. Dù mình đã có thành quả đúng không? Nhưng nó chỉ làm nháp bởi vì sao? Mình vẫn chưa hiểu gốc rễ hết toàn bộ mọi thứ được. Dù thu nhập ở trong Nuskin bây giờ mình thuộc về top đầu rồi đó. Ở tại Việt Nam thôi. Việt Nam vẫn là trường làng chứ không phải là trường quốc tế đúng không? Đúng. Nó phải là đấu trường quốc tế được. Nếu mà ra đến là Đông Nam Á thì nó vẫn là ra tỉnh thôi. Ra huyện thôi chứ được là tỉnh nữa. Đúng không? Đúng. Châu Á thì mới là ra đến tỉnh. Mà ra thị trường toàn toàn quốc tế thì mới là quốc gia được. Đúng chưa? Để các bạn hiểu hiểu rõ hơn, định hình rõ hơn. Và bắt đầu càng bước ra thì càng nhiều thằng giỏi hơn ạ. Đúng. Giỏi hơn rất nhiều. Đúng chưa? Thì đến năm 30 tuổi này thì mình có 10 thằng này. Bởi vì mình đã có 4 năm à 6 năm chứ. 6 năm thì có bao nhiêu ông đây này? Thì ví dụ nhá, của anh này đặt mục tiêu là anh năm nào cũng đặt là mục tiêu năm nay tạo ra 10. Được. Nhưng có thể đến năm sau anh mới đạt được. Năm sau thì anh tổng 4 năm, mấy năm? 4 năm. Đúng chưa? Dù anh kỳ vọng là nó là năm đầu tiên nhưng phải 4 năm. Bởi vì nguyên tắc anh thiết lập mục tiêu anh nói là 75% là mình không đạt được mục tiêu. Nhưng mình vẫn phải nỗ lực giống như là 100% vậy đó. Thì 3 năm sau chắc chắn nó được không? Được. Thì có phải đúng năm sau là chắc chắn anh được không? Được. Đúng không? Nhưng năm nay anh vẫn đặt kỳ vọng đó là 20 này.
thì anh có tên của 20 ông đó, nhưng đâu phải là 20 ông được, đâu thể có thể là chỉ có được 3 ông, có thể được 5 ông thôi. Nhưng mình vẫn luôn nỗ lực, mình gặp những ông đó, mình vẫn nói chuyện với họ giống như một team lead không? Bởi vì cuộc sống nó có những cái mình không kiểm soát được. Mình chỉ kiểm soát được mình, nhưng downline mình đâu kiểm soát được. Đúng nhá. Con người ta có thể thay đổi mà. Nhưng chắc chắn sau 4 năm hoặc là sau 5 năm thì mình tạo ra được 10 này chưa? Được. Thì lúc này này, 10 ông này này, ít nhất là 1 tháng 5 tỷ chưa? Thì quá trình đơn ban đầu này, mình sẽ nhìn thấy cái này mà mình không có bao giờ quan tâm mấy cái đầu này không? Đúng. Đầu tư bất động sản khi nào để ra được 5 tỷ một tháng? Các bạn nghĩ đi. Mua nhà cỡ như công Nga. Chưa được luôn. Bây giờ 5 tỷ một tháng nhá, là tương đương là 250.000 đô không? Đúng chưa? Chia cho 1.000 đô thì tương đương là phải bao nhiêu căn nhà? 250 căn nhà. Ui, mua đến khi nào được 250 căn nhà? Đúng không? Câu hỏi là mua đến khi nào được 250 căn nhà? Đúng không? Mà Nuskin nền tảng này nó làm được không? Được. Nền tảng mình tự build giống như của em kinh doanh về phượt hay thời trang thì nó là khó đúng không? Bởi vì nó còn nhiều thứ quá. Từ sản xuất, từ pháp lý, từ văn phòng, từ mặt bằng, từ nhân viên, một loạt thứ về công nghệ. Nhưng Nuskin nó có sẵn hết rồi. Mình chỉ làm tốt đúng cái phần này thôi không? Thì lúc này mình có 5 tỷ một tháng thì 3 tỷ này đâu là gì đúng không? Bởi vì đây chính là thách thức ban đầu này. Khi mình làm được khoảng tầm 2 năm, 3 năm, năng lực của mình rất tốt thì rất có nhiều lời mời kêu gọi mình mời đến để làm, để kinh doanh cùng đó. Và mình bị phân tán đó. Và mỗi lần thế mình lại bắt đầu lại từ đầu. Giống như đầu năm nay có nhiều anh em bị chatbot kéo. Nhưng nếu mà chơi chatbot phải là anh chơi đầu tiên chứ. Và anh đưa về để dạy cho team mà. Nhưng anh học là anh để xài Nuskin. Ngay em tưởng ngon nên là sau đó sấp mặt nó hết một loạt không? Đúng. Bởi cái đó mới quá mà. Đúng nhá. Cái người mới kinh doanh thì luôn luôn là muốn tìm cái gì đó mới. Nhưng một người kinh doanh lâu thì họ muốn tạo ra một cuộc cách mạng với sản phẩm đó. Bill Gates không phải là người đầu tiên làm về phần mềm. Đúng. Về máy tính. Steve Jobs không phải là người đầu tiên làm điện thoại. Người đầu tiên làm điện thoại đó là ai? Trước iPhone là ai? Làm về cảm ứng á. O2. O2 là của hãng gì á? Những điện thoại O2 đầu tiên không? Là về cảm ứng không? Ai hồi đó có O2 nhưng O2 sau đó coi như đứt luôn không? Quan trọng là ông nào làm một cuộc cách mạng với sản phẩm đó. Apple là công ty nghìn tỷ không? Làm mấy sản phẩm? Một sản phẩm thôi. Nhưng nó có hệ sinh thái về sau không? Có. Đó là sự tập trung. Thời gian đầu tiên Apple cũng khốn khổ không? Chúng ta tập trung làm một thứ thôi. Nhưng nếu ví dụ như hồi đó mà mình làm Apple mà ai nào nói anh đang ngon thế bán đi, tôi mua 1 tỷ đô, thôi vớt 1 tỷ đô đi nghỉ đã. Thôi đâu có được Apple đúng không? Đâu có được 1.000 tỷ đúng không? Các anh hình dung ra chưa? Thế đó là cái sự khác nhau. Thì lúc này đây là vấn đề của các bạn sẽ vấp phải đó thời gian đầu tiên này. Giống như anh bây giờ biết bao nhiêu lời mời, bao nhiêu lời có nói là bây giờ năng lực của cậu như thế, thế nên ra làm một đội bán có phải sướng hơn không? Có tháng 3, 4 tỷ ngon hơn không? Nhưng anh nhìn thấy cái đường này, cái đích xa này này, thì nếu mà mình làm để đạt con số này cực không? Nó cực hơn rất nhiều. Cần hình dung ra chưa? Rồi bao nhiêu lời kêu gọi mua bất động sản này kia anh đâu chơi đâu. Bởi vì giữa con số này và anh chưa nói là đến lúc này mà đến năm 30 tuổi thôi nó đã khác nhau chưa? Giữa hai con đường này anh sẽ chọn cái này hơn. Đúng không? Rồi trong lúc này mình biết rằng là mình dễ rơi vào tình trạng đó là bị chảnh không? Bị bệnh ngôi sao không? Có. Đúng không? Nên anh vẫn giữ một cái là gì? Mình vẫn giữ một cái lối sống nó thật giản dị. Để mình mới có thể học hỏi được mọi người được. Mình mới làm việc với nhiều người giỏi được.
đúng nhá, đúng không? Bởi vì mình luôn như vậy đó thì mình mới học hỏi được từ những thằng nhỏ được. Họ đến họ luôn thấy mình có vẻ là cũng bình thường thì họ mới dạy cho mình được, đúng không? Họ dạy cho mình thì mình mới học được, đúng không? Đúng. Mà khi mình là khiêm tốn, mình giản dị thì mình mới có nhiều người giỏi đến với mình được, đúng chưa? Và các bạn cũng thấy anh là điều đó, đúng không? Bởi vì sao? Mình hiểu cái đích đến của mình ở đây chứ không phải là ở đây. Đó là mình phải nhìn thấy được tương lai thì mình sẽ bắt đầu từ đây nó như thế nào, đúng không? Thì cái ví dụ Ronaldo nó không bao giờ ra ngoài này là nó đi so kè với mấy thằng mà bóng ở trường làng hết á, bởi vì nó biết đẳng cấp nó ở đây chứ không phải nó đi đo với mấy thằng trường làng. Nó không bao giờ nó đi so sánh với mấy thằng Việt Nam hết, đúng không? Các hiểu câu chuyện này chưa? Đúng không? Rồi. Của những nghề này nè, đó là tôi kiến tạo được bao nhiêu thằng triệu phú, chứ không phải là tôi có bao nhiêu tiền. Tôi giúp được bao nhiêu con người, đúng không? Warren Buffett hay là Obama, hay là về Steve Jobs, Bill Gates, đó là bây giờ của cuộc sống của mấy ông, đó là giúp được bao nhiêu con người, đúng không? Căn hình chúng ta chưa? Thì đây là rào cản đầu tiên, đó là bệnh về ngôi sao. Rào cản thứ hai đó là gì? Tự mãn, đúng không? Phân tâm, đúng không? Bởi vì lúc này năng lực của mình có một chút là rất dễ bị người ta rủ làm cái này, rủ làm cái kia, không? Chắc chắn luôn. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại, đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh, làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Cái vấn đề đầu tiên, nhưng nếu mình chỉ vì là 3 tỷ này nhưng mình sẽ mất số này trong tương lai, đúng không? Thì mình sẽ tập trung không? Mình sẽ không vì 5 tỷ ở một căn hộ mà mình mất đi 250 căn hộ. Khác nhau, đúng không? Chứ mình không bao giờ bị theo số đông không? Đúng không? Đúng không? Và lúc này này, mình vừa có tiền và vừa có rồi, có gì nữa? Sức khỏe. Sức khỏe nữa. Nhưng còn nếu mà mình làm theo cái này này, có tiền nhưng không còn, còn lại không có gì hết. Mà tiền này phải nhiều không? Không. Cũng không phải nhiều luôn. Đó, mình phải có một định hướng nó rất rõ ràng như vậy. Căn hình chưa ra chưa? Được. Rồi kế tiếp này. Thì bắt đầu mình mới có, đây là 50 tuổi đúng chưa? Mình có 40 tuổi này, 30 tuổi này, 40 tuổi, 30 này, 35 này, 40 này, 45 này, và 50 này, đúng không? 50 này, và đây là phần đời còn lại chứ. 50 này, 55, 60 đúng chứ. Vậy thì 35 tuổi này, từ 10 em lên được 100 không? Sau 5 năm lên được 100 không? Vậy mọi người cùng luyện tập giống như em cả. Được đúng không? Được. Năm 40 tuổi lên được 200 không? Được. 45 tuổi lên được 500 không? Và 50 tuổi lên được 1000 không? Bởi thời gian là 5 năm, mà ngày tháng nào em chạy 100 triệu tiền dụng cơ mà. Bởi vì lúc này con số không phải là một mình em nữa, mà là nhiều người cùng mục tiêu như thế này nữa. Thì con số 1000 này là ok không? Ok. Thì lúc này nè,
Thời gian đầu tiên, 5 năm đầu tiên em làm với mục đích để học tất cả những kỹ năng này thật tốt đúng không? Đúng. Mà mình lại học một cách điên cuồng bằng cách là mỗi tháng cả 100 triệu tiền học không? Khác nhau. Người ta đi học để lương tháng 10 triệu một tháng ấy, thì một tháng người ta chỉ bỏ ra 1 triệu thôi. Đâu, đại học làm gì tới 1 triệu. Đúng không? Thì ra mới kiếm được 10 triệu tháng. Mình bỏ 100 triệu thì mình mới có tiền tỷ hàng tháng được. Trải nghiệm sao? Thế này trải nghiệm. Giờ làm gì tới? Thế anh nói là ví dụ là muốn như thế này thì phải bắt đầu như vậy. Đúng không? Bây giờ mình chưa tới mà, nhưng anh tới chưa? Anh làm như vậy mà. Đúng không? Rồi. Cái thứ hai thì bây giờ này, tất cả những khóa học bây giờ là mình đã phải học chưa? Bây giờ mình chưa có nhiều thì mình có bao nhiêu mình biết đi học trước đúng không? Nhưng học nền tảng đây là mai mốt đi học Anthony Robbins rao. Mai mốt đi học những ông ví dụ như Robin Sharma giỏi không? Giỏi. Thì mình phải có nền tảng từng bước một. Thì khóa học của team phải học hết không? Có. Học hết. Đúng chưa? Các sự kiện của team phải đi hết không? Có. Đi hết. Sự kiện convention ở bên Singapore phải đi không? Có. Convention bên Mỹ phải đi không? Có. Phải đi. Mình mới học được, mình qua đó mình mới thấy cả 1000 team lead. Thì mình mới thấy là bức tranh của mình cái ngày mà mình có 1000 team lead này. Rõ ràng. Còn mình chưa đi thì mình thấy không thấy đúng không? Nhưng mình qua đó mình thấy toàn team lead không à? Giống như anh đi Monaco về anh thấy toàn team lead. Anh nghĩ là đến một ngày toàn cái hội trường này là người của mình hết. Downline của mình hết. Đúng không? Đúng. New skin có thể tạo ra thì mình có thể tạo ra luôn không? Có. Mình cũng có thể tạo ra được. Người ta làm được thì mình làm được thôi. Cần hình chỗ này chưa? Và càng giỏi thì bạn thu hút càng nhiều người giỏi đến, càng nhiều người giỏi đến, càng nhiều người giỏi đến. Đúng không? Nên là cái khó khăn nhất đó là 6 năm đầu tiên ạ. Khó khăn ở đây là bạn không có tiền mà bạn có tiền mà bạn bị nhiều người lôi kéo này. Rủ làm cái này, rủ làm cái kia này. Đó mới là cái sợ nhất. Mà bạn sẽ mất đi con số này. Nên người ta mới nói là kinh doanh phải có tầm nhìn đúng không? Đúng. Và lúc này chúng ta mới truyền cảm hứng được cho nhiều người không? Chưa cần nhiều người mà đó là mình chứ. Mình phải tuyển dụng được chính mình chứ. Đó là sự khác nhau chứ. Ok không? Thì ngay bắt đầu bây giờ mình phải luyện tập về cái đó. 5 giờ sáng phải dậy rồi, mình phải đi tập thể dục thể thao rồi. Mình mới post lên người ta mới thấy rằng ồ ông này ngày nào cũng dậy, ông này rất kỷ luật. Ông này lại làm có kết quả nữa. Mà ra gặp thì rất dễ thương, rất gần gũi nữa. Thì người ta lại càng đến với mình. Đúng không? Mà ông này đến lớp nơi nào học cũng thái độ rất tốt nữa. Làm rất tốt nhưng đến ở đâu vẫn nghĩ rằng mình rất gì? Rất bình thường. Thì người ta càng quý, người ta càng dạy cho mình không? Đó là có phải khác nhau giữa team mình với là các team khác khi mà gặp thầy Alan không? Được. Em mới thì em chưa gặp thầy Alan đúng không? Đợt rồi gặp không? Cái hôm đấy là cái hôm đầu tiên em vào skin. Thấy còn sợ. À, gặp sợ đến chưa đúng không? Đúng chưa? Nhưng team mình có phải hút được thầy Alan năm não về 3 lần không? Kêu thầy 4 lần là thầy 4 lần, mà kêu 3 lần là thầy về 3 lần không? Được. Thầy về lần cả chục ngày chỉ dành toàn cho thời gian cho team mình không? Được. Bởi vì sao? Team mình làm kết quả rất tốt nhưng rất khiêm tốn. Nên thầy muốn mời nhiều người đến về để giúp team mình nữa. Được. Đúng chưa? Cần hình dung ra. Nên đó là một cái quá trình nên mình phải. Nên bây giờ này, cái của em đó là gì chị? Một, nếu em làm Nuskin thì dùng bản này luôn được không? Được. Đúng nhá. Nhưng mình phải ngồi lại vẽ lại thành cái của mình. Năm này bao nhiêu cái gì. Nhưng mình phải list ra. Mình phải rất xuất sắc về cái này không? Xuất sắc về cái này không? Và những cái kỹ năng tố chất nào mình cần phải rèn luyện không? List ra để mình luyện từ bây giờ. Thì 5 năm sau, 6 năm sau chắc chắn nó thành master về cái đó. Thì kỹ năng huấn luyện của anh không phải tự nhiên có. Anh lần đầu tiên đứng trên bục cũng run gần chết mà, chân bật bật mà. Nói không ra lời. Đúng không? Tiếng của anh nói ngày xưa đâu có ai nghe được, đâu có ai hiểu được đâu.
Thế bây giờ luyện tập thì nói ai cũng nghe được không? Đúng nhá. Đúng. Động lực có phải đâu, anh biết bao nhiêu thằng nó bỏ anh rồi. Nhưng vì ngày xưa anh hiểu là mọi thành công nó đều có giá của nó, nên anh trả giá thật sớm không? Anh thất bại thật nhiều vô thật sớm không? Nên anh tuyển nhiều, bởi vì anh tuyển nhiều anh rất nhiều, anh đâu có bao giờ tiếc đâu. Nhưng anh hiểu là mỗi lần như thế mình học được cái gì? Mình học được cái gì, mình học được cái gì, học được cái gì. Và con người anh lại trưởng thành dần, trưởng thành dần, trưởng thành dần, trưởng thành dần đó. Thì mới có ngày hôm nay. Nhưng ngày hôm nay của anh vẫn chỉ mới là giai đoạn này thôi. Mỗi ngày biết bao nhiêu thằng mời anh rủ làm cái này, rủ làm cái kia, anh vẫn là không. Họ hỏi nói là khi nào bạn có ý tưởng. Hôm trước ngồi ăn cưới ông kia, trong bàn đó là toàn dân kinh doanh với nhau. Nó vẫn biết mình đúng không? Nó nói, nó phải đặt luôn là gì? Thằng nào là mai mốt mà em có ý tưởng nào mà định thành lập một công ty thì nhớ gọi anh đầu tiên để cho anh cổ phần. Đó, một ngày biết bao nhiêu những người như thế. Nhưng mình biết rằng là mình đích đến của mình đó là gì rồi. Nó khác nhau. Thì anh vẫn luôn nói là em rất xin lỗi, bởi vì trong 5 năm tới đây em đang đặt mục tiêu phải chinh phục mục tiêu 1 tỷ đô của Nuskin. Em không thể làm gì khác được. Nên ra cuộc nói chuyện mà không phải liên quan đến Nuskin là anh đâu nói. Tập trung và tập trung. Được chưa? Học thì anh cũng dồn lực vô học để vô phát triển cho Nuskin. Anh thấy chatbot hay đúng không? Cũng đầu tư thuê mời người coach đi học, làm test thử. Nhưng cũng phục vụ Nuskin này. Chắc này không phải hai mấy trăm triệu, một tỷ của mấy cái đó. Mà cuối cùng mấy cái đó nói lên cho đâu thằng nào được đâu. Thằng nào có SML không? Ôm nợ không? Chỉ có mấy thằng bắn bot thì được thôi. Đúng không? Đúng. Nhưng đối với anh thì anh này là và qua những lần đó anh này thấy đúng. Những nhìn nhận định của mình đúng. Cái gì thế là phải học trước đã. Cái mọi người là hay muốn là vô kiếm tiền liền đó. Nhưng tư duy của anh là cái gì cũng phải học đã. Muốn làm bất động sản tốt cũng phải dành cả năm trời để học đã. Chứ không phải mình kinh doanh thành công, mình vô bất động sản là thành công. Đều phải một quá trình học đã. Vậy thì anh thấy giữa biên độ lợi nhuận giữa bất động sản và cái này thì anh thấy cái này ok hơn. Bên nền tảng nó tốt hơn. Đúng không? Nó đi ra được quốc tế hơn. Em tập trung cái này. Được nhất. Rồi khi đó nhiều tiền thì em muốn xây dựng đất nước thì nó lại tính khác. Giống như ông Phạm Nhật Vượng. Đúng không? Từ lúc đó tính khác. Nhưng đợi đến lúc đó đi đã. Nhưng hệ thống này nó vững không? Vững. Vững. Thì lúc này em vẫn tập trung làm cái này, nhưng em dùng cái đó là gì? Bởi vì tiền lúc này bắt đầu em mới dư quá rồi mà. Giống như của ông Bill Gates và mấy ông kia là bây giờ mới đi làm từ thiện không? Hay là ông muốn xây cái này xây cái kia cho đất nước thì nó dễ không? Giống như Donald Trump thì bây giờ ông đi làm cho chính phủ mà ông mới tài trợ được chứ. Ông là người tiết kiệm được cho chính phủ Mỹ rất nhiều không? Bởi vì ông đâu cần tiền. Đúng nhá. Thời của Obama là ngân sách tăng gấp đôi, Donald Trump giảm một nửa. Đúng không? Chi phí làm máy bay Boeing mắc quá, cắt. Vậy ông đâu có thiếu tiền đâu, ông có máy bay mà. Câu chuyện nó khác đi. Tập trung vô hoàn cái này trước đã. Ok chưa? Đúng không? Các bạn hiểu tại sao anh luôn luôn đi học và mình phải học hết tất cả khóa học chưa? Rồi mình phải đi cốt chưa? Đi cốt có phải là học không? Có. Mình có thể mất 3 ngày, mất một ít tiền ấy. Đúng không? Và mình biết là mình phải luôn luôn đi cốt, mình phải luôn đi học như vậy thì mình phải build đội nhân viên tốt chưa? Tốt. Để mình đi mình vẫn có lãi không?
đúng không? Và mình hết lòng với nhân viên, mình đưa ra nguồn thu nhập cao cho nhân viên để nhân viên nó làm với mình lâu dài không? Không. Bởi vì con số của mình là con số này chứ không phải con số 20 triệu, 100 triệu hay 300 triệu mỗi tháng. Đúng không? Vâng. Nếu mà mình nói năm nay mình kiếm con số này thì đó là ảo tưởng. Nhưng mình có chặng đường dài như thế này mà. Giống như mình kêu là bây giờ ngày hôm nay tôi chạy được 37 km thì đúng là ảo thiệt. Căng. Về là tan nát người luôn. Đúng không? Đi không nổi luôn á. Khoảng tầm 20 km là các bạn là lết rồi đúng không? Nhưng 37,5 km một cách nhẹ nhàng nếu với điều kiện tập luyện bây giờ đến năm sau. Có thể ban đầu á mình chậm hơn với những cái thằng mà nó chạy được 4 km, 5 km, nhưng 3 tháng sau thôi mình sẽ vượt rất nhiều. Có phải là những cái anh em nào làm nghiêm túc thì ban đầu á tập luyện đúng chuẩn á thì bây giờ đều vượt hết rồi. Còn ông nào cái dục tốc bất đạt á thì cuối cùng đến bây giờ 1 năm rồi vẫn chưa ra gì, mày làm không đúng chuẩn. Anh kêu là luyện sale và content đi, vẫn cứ thích là để người khác làm và mình không nội lực không đến từ mình nên cuối cùng đâu được đâu, đúng nhá. Ông Văn nếu mà không sale tốt, không bán hàng tốt, chị Trang không làm tốt cái đó, ông Tâm không làm tốt về cái đó thì nói không ai nghe hết đó. Người ta sẽ hỏi luôn, ông nói hay lắm, ông làm được không, là mình chết chưa. Anh mà cũng nói hay nhưng cuối cùng anh em nó hỏi là anh nói hay lắm, anh làm được không, là mình chết chắc chưa. Nhưng anh tự tin đua được với người ta, đúng không? Rồi ok, thế thì bây giờ chúng ta cá nhau thằng 100 triệu thì mình phải đủ tự tin để mình làm điều đó, đúng không? Đúng. Đúng không? Các bạn hình dung này chưa? Rồi, các bạn nắm được cái bài này chưa? Đó là phải bắt đầu bằng nơi kết thúc là vậy. Thì mình phải luyện tập giống như cái ngày mình đã đạt được điều này này. Và mình luôn nhìn thấy cái đường đó thì mình mới không bị lệch hướng không? Chứ không nghe nói 3 tỷ phát là mình đã dễ nhảy chưa? Rất dễ rồi đúng không? Đúng không? Rồi dễ bị ngôi sao luôn chưa? Rồi đã vội đi chơi luôn rồi chứ. Nhưng khi mà có con số này rồi thì đi đâu chẳng được. Mà Nuskin mỗi năm 6 lần đi rồi mà đi gì nữa. Đúng không? Mà lúc đến các bạn làm khoảng 5 năm sau thì đi nhiều hơn được. 10 năm sau suốt ngày đi. Đúng không? Anh cũng mới mà vẫn được đi thường xuyên đâu. Thì cần gì phải đi nhiều nữa đúng không? Thời gian còn lại lo tập trung làm thôi. Đi lá cà đồ nước. Hôm qua mơ thấy thầy rủ đi lá cà đồ nước. Điều đó sao xảy ra? Ok chưa? Được. Muốn đi à? Không, mơ thấy rõ ràng luôn. Có là lâu rồi em chưa được đi. Chắc thế. Thì cái này là cái mà các bạn cần phải định hướng thứ nhất cho mình. Mình làm cái hôm nay về 4 bạn đây. May mắn là các bạn 4 bạn hôm nay là trực tiếp anh làm luôn. Là nắm kỹ hơn đúng không? Vậy làm rõ lại cái này cho mình. Anh ngồi anh phân tích từng cái, từng cái, từng cái. Mình cần viết luôn đâu là những thách thức mình sẽ vấp phải trong cái thời gian này, để mình mỗi lần mình vấp phải mình thấy được luôn không? Thấy được. Được không? Cái hình như là tại sao nhiều người họ không tiếp tục được anh chưa? Họ đưa kèo rất ngon luôn. Ngay vấn đề không là không. Thế bọn em nghĩ là giờ chẳng lẽ ai không ai mời anh? Đúng. Đúng không? Không thể nào mà anh không có người nào mời không mời hết á. Các bạn biết là người ta dân coi á, nó còn đưa này cho anh số tài khoản, nó tạo tài khoản coi cho anh luôn, nó vô cho anh luôn, nó chuyển tiền vô đó luôn, mua coi luôn, rồi người ta mua nó luôn, rồi xong bắt đầu một tháng sau gặp nó là kêu anh mở tài khoản ra, nó mở ra nó cho anh thấy lãi này, xong nó chuyển tiền nữa đưa về này, nghe anh đấy, xong bắt đầu anh biết đó là bài để bắt đầu kêu anh đầu tư không, phải không? Bỏ ra, bởi vì họ cho anh là 500 đô là 10 triệu không? Ông chính ấy. Xong bắt đầu ra một tuần sau, khoảng tuần sau thôi, ông lên gặp anh là lời lên được 100 đô. Sao thấy không? Đấy, tiền tại sao em dư em không bỏ đây? Anh em bắt đầu về rủ anh là bỏ ra 20 ngàn để đầu tư vô một kỹ năng này, anh ấy không, tiền em bây giờ cần tập trung làm new skin.
Rất cảm ơn anh, nhưng chắc là cái tiền này em cứ để đây để trọn đời con nó làm sao. Chính nào? Chính Vũng Tàu á. Đối với anh không còn thèm quan tâm mật khẩu nó là gì luôn mà. Anh đã để đó để cuối đời coi sao, nếu mà nó nhiều tiền thì em làm từ thiện. Anh ấy là để đó. Còn nếu mà khi nào mà anh lên đây, nếu mà đi ăn thì nếu mà còn dư thì rút ra thì anh em mình đi ăn. Chứ anh không làm gì luôn, anh cũng không quan tâm luôn. Đó này, app của coi luôn này. Bởi vì họ biết đầu tư vô anh, nếu mà anh làm là nó sẽ ok không? Nhưng mục tiêu đây vẫn là blockchain, vẫn là mấy cái này, nhưng anh vẫn không biết vô. Anh không quan tâm luôn. Họ cho anh thấy lãi là nó ra như vậy luôn á. Và họ nói là về cái này an toàn sao anh này kệ để đó. Tính sau. Chiều đó dùng 10 ngàn trả luôn. Đúng không? Nó cho một tuần nó thấy lời ra 100 đô. Mô hình của nó là gì? Nó lấy, nó không có chơi giống như mấy sàn này, không phải là mấy cái kia. Cái này á là nó có mấy thằng mà chuyên trade về forex, trade về ở nó có giống như Uber á. Nó làm mô hình giống như Uber thì nhiều cái nó chọn ra mấy cái thằng mà đầu tư số 1 trên thế giới á, mà nó có biên độ lợi nhuận ở đây đó. Thì mình dùng tiền này mình đưa vô gửi vô cái quỹ của cái thằng mà chuyên đầu tư đó. Thì nghe ra mình thấy là không mất gì không? Đúng. Mà tỷ lệ thành công nó cao, rủi ro nó thấp. Được chưa? Và nó ra, nó chứng minh cho mình thấy luôn. Rồi xong rút tiền ra, rút ra được luôn. Là mình dễ bị phân tâm chưa? Này ổn ngon ha. Được, nhưng anh vẫn nói là gì? Là em biết. Không phải là mỗi cái này đâu, nhiều kèo ngon lắm. Bởi vì anh ra anh gặp biết bao nhiêu thứ, nhưng anh có định hướng. Anh vẫn tập trung làm ở đây. Chứ nếu mà anh không có định hướng là bể kèo chưa? Bề rồi. Nhưng giữa cái đó làm sao mà bằng cái này được? Anh chỉ nói này, anh mà dư bao nhiêu tiền thì anh mua cổ phiếu Nu Skin. Thứ nhất đó là đầu tư dài hạn. Đầu tư dài hạn thì hàng năm Nu Skin nó vẫn chia tiền cổ tức cho anh. Bởi vì năm nào công ty Nu Skin cũng có lời 200 triệu đô trở lên lãi ròng. 10% của Nu Skin mà, thì nó chia tiền về cho mình. Đúng không? Còn cổ phiếu lên và mình biết là công ty nó phát triển và mình tập trung như thế này thì công ty tăng giá là chuyện đương nhiên. Đó là mỗi một mình còn tăng như thế này cơ mà. Đúng không? Phạm Nhật Vượng thì cũng là cổ phiếu của gì nhiều nhất? Vingroup chứ không bao giờ Phạm Nhật Vượng là có Bitcoin nhiều nhất. Đúng không? Thì mình coi như là Nu Skin là công ty của mình đi. Đầu tư chính mình. Mà Nu Skin là công ty đại chúng, mình có thể mua cổ phiếu được mà, ai cũng mua như nhau hết. Thì anh mua cổ phiếu của Nu Skin là anh sở hữu toàn bộ nhà phân phối trên toàn cầu luôn chưa? Đúng. Tốt quá, anh chia sẻ đến Facebook á. Rẻ. Rẻ. Bây giờ mới có 40-50 đô một cổ phiếu à? Đúng không? Mà mình nhìn thấy tương lai của Nu Skin nó làm đầu tư bền vững. Bây giờ nó đã làm về nông nghiệp sạch chưa mà. Để mai mốt thì khí hậu thay đổi, tất cả mọi cái biến đổi đúng không? Thì nó là nông nghiệp sạch nó ra đây. Đúng nhá. Thì mình mua từ bây giờ. Đúng chưa? Thì đó là cách là tập trung. Mà mình mua khoảng 30 năm sau biết đâu mua toàn bộ công ty luôn sao? Mua rồi. Thì mình gom hết cổ phiếu. Không được luôn. Không bán thì sao? Nó càng ngày nó càng lên giá. Thì anh đâu biết được. Anh nói là mình nói là đây ví dụ mà đúng không? Nó có thể. Thầy làm tốt thì nó lên giá. Ít nhất cũng là 10-20% không? Là cũng ngon. Ủa có clip nào nó nói là nó làm trồng thực phẩm sạch không thầy? Clip thì nó chưa, bởi vì nó chỉ họp lúc team lead thôi. Nó chỉ họp team lead, nó cho mình xem những cái video, những cái hình ảnh là nó đầu tư làm ra sao, nó nghiên cứu ra sao. Nó luôn nói trước, nên là thường là team lead nó đưa vô cho team lead. Bởi vì nó tập trung nói cái đó, bởi vì nó chưa có ra ngoài. Nó chưa, bởi vì khi một công ty lên sàn là khi nào phải thành hiện thực thì nó mới dám nói. Nó phải ra đã, chứ không bao giờ nói về dự định. Rồi nó mua các công ty không?
Dr. Nana nó mua chứ. Cái nào ngon ngon nó mua. Đúng không? Mà nó có sở hữu hệ thống phân phối sẵn hết chưa? Rồi. Các bạn hình dung ra chưa? Đó là những cái chiến lược về an toàn và lãi nhiều. Thì bây giờ việc của mình đó là lo học, mình hiểu về Nu Skin, tại sao mua cổ phiếu Nu Skin, mua cổ phiếu khác chứ. Anh ra nhờ mấy ông kia cứ chốt anh mua cái này, mua cái kia, anh này không. Xong bắt đầu mấy ông kia quay lại, hay là để anh mua cổ phiếu Nu Skin với em luôn. Đấy, đúng rồi, anh mua đấy. Và vì nó nhìn vô biểu đồ á, nó thấy biểu đồ nó đang, nó không được tốt đâu. Thì công ty về công nghệ, mình đâu phải giống như công nghệ đâu. Đúng không? Google và Facebook cũng, Google á, 5 năm trước mới là 200 đô thôi, bây giờ lên 1.000 đô một cổ phiếu thôi. 5 năm lên như vậy luôn á. Bởi công nghệ những năm gần đây nó càng bùng nổ hơn không? Nhưng nếu mình mua chục năm trước thì bây giờ ngon chưa? Thì Nu Skin cũng vậy thôi. Bây giờ mới 34 năm chưa phải là nhiều. 2 tỷ đô một năm nó vẫn chưa phải là nhiều. Nhưng khi nó có 150 quốc gia thì khác chưa? Bây giờ mới 54 quốc gia. Nhưng khi 100 quốc gia, 150 quốc gia thì Nu Skin nó đã khác chưa? Cổ phiếu nó lên đến cả 300, 400 đô, 500 đô thì lúc đó là mình khác chưa? Tài sản nhân nhiều đúng không? Mà tài sản Mỹ an toàn. Đúng không? Đúng. Nhìn thực tế là bây giờ tài sản Mỹ an toàn. Đúng không? Yes. Thì đó là cái cách mà anh nhìn anh làm. Hơn nữa mình hiểu Nu Skin, mình làm với Nu Skin, mình biết nó lên hay xuống. Có thể bây giờ nhìn biểu đồ thì nó không đẹp. Nhìn biểu đồ nó đâu nhìn thực tế. Có thể bây giờ đang xuống nhưng ngày mai nó có thể vụt mà. Giống như nhìn Nu Skin mấy năm rồi, mấy năm, 6 năm đầu tiên thì sao? Đang xuống đúng không? Lên xuống cắm đầu luôn đúng không? Cái thời điểm đó là cắm đầu luôn á. Bùng phát lên luôn không? Lên dọc luôn không? Ok. Bởi vì mình làm đây mình hiểu là nó có vững hay không. Bao nhiêu người kêu anh là tôi lấy tiền mua cổ phiếu của công ty của họ mới thành lập 10.000 đồng cổ phiếu anh ấy không? Bởi vì anh nhìn vô đội ngũ, anh nhìn vô nền tảng. Có thể mua Nu Skin nó đến 450 đô nó hơi mắc chút, nhưng nó chắc chắn nền tảng nó thành công lớn. Đúng không? Ok chưa? Rồi, 4 bạn chia sẻ, 4 bài học, 5 bạn.